không nổi. Chị đợi chút nha. Cái kiện nhận tranh đi con. Nhẫn lục chai có nha chị. Chị đang lấy nhẫn hồng tím mới 220 một chiếc. Mày có 6 màu. Màu trắng, màu đen, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu xanh dương. Dạ. Cái mặt dây chuyền có màu trà, cái mặt dây chuyền màu trà Mai đang đeo là 500. 500 mặt lớn á, mặt dưới này. Còn mặt trên là mặt trên này có 208 có màu trà luôn. Mặt này là bự đá lớn. 500. Con kiếm cầm dây vậy con. Cái này lên cho cô chút xíu cho dễ cái mặt này. Cái đen. Một chút xíu còn dây được. Nhiều đó. Dạ có tiền vàng chanh giòn. Dạ. Hôm qua nhớ còn mà. Em đợi 1-2 ngày nó có em. Chứ Mai đang làm kiền Bali. Chúng tóc đau hiện. Còn con dây thôi làm gì tóc đau gì hiện. Đây này em ơi còn em. Kiền nhận danh 500. Chạm. Còn chân luôn. Sơ sơ thôi con. Kiện này mới có 5 màu nha cả nhà. 500 kiện ở trên này 208 có 2 màu. Em lấy cho mấy chị xem liền nha. Mấy chị đợi em từ từ. Mày lấy cho mấy chị xem. Kiện trơn, kiện chạm 500 vàng chanh em mời tròn có. Đây. Trơn nha. Rồi lấy kiện kim tiền. Kiện kim tiền. Kiện kim tiền dễ thương không? 500 luôn, đồng đỏ. Vàng chanh á là có luôn. Vàng chanh là 550. Vàng chanh 550. Cháu em nó lựa xong nó được bỏ từ lưa từ lum. Bỏ dữ như con thêm. Bỏ rối từ lum luôn con, lựa xong sắp lại đàng hoàng con. Chị lái cô có mấy con cái thì nó không có cái tủ gì đâu, chị lái không được vậy. Quá trời quá đắt luôn. Tiền chạm 450. Tiền chạm 450 cả nhà ơi. Tiền chạm 450. Có nhẫn ngọc trai mà lấy đi. Con lấy nhẫn ngọc trai đi. Kiền chị nào đặt kiền để số điện thoại giùm em mấy chị. Này không. Em chào Phú Trần nha. Dạ em chào cả nhà. Em chào Mỹ Mỹ nha. Chào không Ngọc Diệu. Dạ. Lấy kiền kim tiền với cái mặt lớn. Dạ ok Linh Nhi. Kiền kim tiền cái mặt lớn này Mai có 5 màu. Đẹp lắm, hộp đá lớn sáng thật là sáng luôn. Đẹp cái dọc này. Và bữa nay đem màu này không mấy chị không thấy rõ đúng không? Màu trà đẹp lắm cả nhà. Hộp trà pháp rất là huyết luôn. Đẹp vậy. Rồi nhẫn nè cả nhà. Nhẫn này 800 mới có dòng luôn nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi chị nào xem mặt nè. Mặt 208 nè mấy chị. Đây. Đẹp lắm cả nhà ơi. Mặt 208 mới bao xích. Wow, cái Facebook nó bị gì mấy chế ơi. Đợi em một phút mấy chế nha. Đợi em một phút đi. Chấm bài giúp em mấy chế. Cái Facebook em nó bị si ba trao rồi. Dạ. Đợi em một phút mấy chế. Em muốn mua dòng kim tiền loại 300 ok. Đợi cho Mai lấy liền em bảo bảo Nguyễn. Đợi Mai cái mấy chị ha. Gọi không trả lời cửa hàng lớn là sao vậy chị? Trời ơi mấy chị nghĩ gọi sao không trả lời đó. Mấy chị nghe không? Mà chị bà đang nghe mầm bà nói chuyện mà em phải nói ba đừng nói lớn luôn. Em đang nghe máy mà chị Trung Nguyễn. Chị cứ mắng dốt gọi em cháu lời hoài làm em la nhân viên em nhiều em nhiều cháu nó buồn nó nghĩ mấy đứa luôn. Có thiệt luôn. Lúc nào cũng nghe máy mà. Mấy chị gọi vô số nào?
Ma đang nghe máy cả nhà ơi. Đó bà chị ba đang nghe gầm gầm luôn, mở lo lên đó mấy mấy chị nghe, nó ầm ầm luôn. Lúc nào cũng nghe máy á. Nào không nghe được. Đây cả nhà ơi, cái dòng kim tiền 300 nè. Em giờ lấy dòng kim tiền 300 nè em ơi. Lúc nào bắt máy này vậy? Để nó không. Dòng kim tiền 220. Dòng kim tiền 300. Em ơi, dòng kim tiền 300 là kim tiền đôi nè. Mấy chị nói nhiều câu nghe thiệt không biết. Mới vô like luôn á. À, gọi không trả lời. Cửa hàng lớn mà sao vậy chị? Cổ nổi. Nghe máy mấy chị lúc nào không nghe. Kề cho một, nghe máy bị chửi kề cho một. Dạ em lên dòng cho mấy chị nha. Dòng Mai đang đeo là 700. Dòng whip, whip tròn 700. Dạ cả nhà coi cái nhẫn ngọc. Cái nhẫn ngọc trai dưới biển. Là chiếc này là mã N45. N45. Bỏ lo lên cho Bọc ơi. Cửa hàng lớn mà không nghe máy kìa là sao vậy kìa. Trốn sợ không nghe máy. Dạ, nhẫn này là 450. Vỏ ngọc trai. Vỏ ngọc trai với biển bóng sáng đẹp cái mấy chị ơi. Có làm mặt cái túi tiền mới chưa vậy chưa? Chưa chị Tâm Diệu ơi, chưa chị. Chưa chị ơi. Dạ, 450 vỏ ngọc trai chị ơi. Nhẫn N45. N45 giùm Mai nha. Rồi Mai lên nhẫn cho cả nhà mình xem. Nhẫn đẹp không cả nhà? Cái dòng Mai đang đeo màu trà đẹp lắm luôn, 900. Cái dòng 700. Mai có hai màu nè cả nhà. Dòng 700. Các bạn Zalo không có đồng ý sao mua đồ. Em cổ thiệt đó, phải chết theo. Cái Tho đâu rồi? Các bạn Zalo đồng ý sao mua đồ kìa Tho. Em đặt chiếc nhẫn xong ai gọi. À, mấy chị để số điện thoại giùm em mấy chị. Bên em đang điện cho cả nhà mình nha. Mà tối mấy chị mua nó điện chưa gọi đâu. Mà tối mấy chị có mua để số điện thoại mấy chưa điện chưa có gọi đâu. Dạ Mai có bán thiếu đi chị Mai, mua hoài chút hoài. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Sáu, chị Nguyễn Sáu bán thiếu có tiền tối luôn nè chị. Bán thiếu có tiền tối chị Mai ơi. Dây chuyền em bé không? Dạ có dây chuyền em bé khoảng mấy tuổi như chị Mỹ Sơn ơi. Dạ mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, bộ này vừa đeo nè, không lớn không nhỏ nha. Dạ thấy em không Hùng Nguyễn ơi, bây giờ Hùng Nguyễn nha. Dạ nhẫn ngọc trai tròn chị ơi, nhẫn ngọc trai tròn cũng 440. Ngọc trai tròn hay không cho chị Kim Chi coi, để Mai lấy liền. Mẫu ngọc trai dài đó là mới á. Rồi đây cả nhà ơi, một bộ whip tròn đẹp lắm luôn, cái nhẫn 220, cái vạt 280, cái dòng 700. Đây cả nhà, mấy cháu với mấy chị đang nghe máy mà mấy chị nghe mà bà chị bả em phải dặn bả em like nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, lúc nào cũng nghe máy cả nhà ơi. Dạ 700 cái dòng, cái mặt 280, cái nhẫn 250, 1.130.000. Bộ này cả nhà mình lấy một lượt 3 món, Mai sẽ giảm 50.000. Còn mấy chị lấy lẻ một món trước rồi thêm hai món nữa không được giảm mấy chị nha. Dạ 4 tuổi hả? 4 tuổi bé gái bé trai thì mình đeo nhỏ nhỏ cho nó bé đi, cũng ba dài 38 nha, dài 338 mimi nha. À, chứ mày có dây khoảng DN đó thì bé trai đeo khoảng 600, còn nữ thì khoảng 508, dây phan lập với 600. Lấy 600 đi cho nó chắc, cũng 600 mấy con hiền. Em xem là nhẫn whip, whip tròn hay whip vuông em. Chứ Mai nhiều nhẫn đẹp lắm, nhiều nhẫn đẹp lắm em. Để em dạ làm cho em nhẫn whip vuông như chị.
Nhận cái vuông vuông nhiều lắm, Minh Nguyễn chúng ta đang gấp rất là nhiều đây nè. Em ơi, nhận cái dây này em bé anh trai đeo đẹp nè. Anh N 600. Anh N ha. Còn em bé gái là Phan Lập 580 cộng này. Đó, hai mẫu này nhỏ. Còn bé gái em muốn lấy về trái khế có luôn 600. Về trái khế 600 có luôn. Rồi em ơi, nhẫn vip vuông nè. Nhẫn vip vuông là chiếc này. Màu trắng và màu trà có hai màu thôi, 250.000 may bao ship. Rồi cái nhẫn này nhẫn vip tròn. Nhẫn vip tròn 250.000 may bao ship. Rồi nhẫn này đẹp vô, bữa nay cái này nhỏ xíu luôn, mi ba luôn nè cả nhà. Đó, chiếc này có như nhỏ xíu luôn. Chị em mình đeo chiếc này hộp Ruby sao có màu hồng và màu xanh. Cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nha. 800 chiếc. Rồi mai qua mấy chị muốn lấy gì đó mày lấy cho mấy chị xem nha. Chẳng biết vuông đây, một nhà luôn này. Con cho cô luôn, lắc nằm dưới này đi con. Biết vuông 250.000. Sáng đẹp lắm cả nhà ơi. Không có chị nào chê hết trơn, rất là đẹp. Đây cả nhà, vip vuông 250, may có dòng và mặt dây chuyền luôn, 1.230.000. Mấy chị mình lấy 3 món may sẽ giảm 50.000, còn 1.180.000 cả nhà. Vip vuông giùm em ha. Rồi chị nào lấy nhẫn ruby, nhẫn vỏ ngọc trai tròn này chị ơi, lấy tròn để tròn giùm em nghe chị. Vỏ ngọc trai em bao vip chứ luôn, tròn 450 luôn. Vỏ ngọc trai giùm em nha. Tròn 450. Còn lấy nhẫn mà dài á là N45. N45. Vỏ ngọc trai. Rồi cả nhà ơi. Đây con. Xem lại nhẫn vip. Con gì nữa thì tụt rồi. Nhà mình phải chút xíu nha. Dỡ cái ghế lên giúp cô ơi, cùng mình xem lại bước tròn hay bước vuông em Nguyễn Mỹ. Thì phụ lo xem ra cái khế bước vuông, bước tròn trên tay chứ mai đang đẹp. Rồi dây trái khế 600 chắc lắm cả nhà. Dây trái khế 600 em bé gái đeo được mà em ơi, em gái gái nhỏ nhỏ 4-5 tuổi đeo được. Dây trái khế 600. Rồi bước tròn thì có đủ nha cả nhà nha. Em lấy nhẫn này mới thôi nè em. Nhẫn mới thôi. Chờ em nha. Chính chị dễ tìm không? Trên đường Trần Đại Nghĩa vô chợ Khải Hoàn 3 là gặp em liền, rất là dễ tìm. Để nói chế nói thì chỉ khó tìm lắm. Rồi, nhẫn này đẹp nè cả nhà. Cho cô dòng luôn đi con. Nhẫn này là mã 650, 250.000 mấy bao ship. Mã 650, 250.000 mấy bao ship. Cho em một nút chia sẻ cả nhà ơi. Mấy chị đợi mai cái nha, mai thử cái nha. Cái nhóm em bữa giờ vô không được luôn. Nhóm chính không vô được. Mấy chị đợi em cái. Cái nhẫn này là mã 650. Đi nào cũng có nha. Nó mới làm xong rất là nhiều. Cái thường mà đeo những chiếc nhẫn nhỏ này đi mấy chị. Nhỏ đẹp lắm luôn. Chiếc này á là có dòng. Có dòng. Con em là đi 48 nên đi 60 nha cả nhà. Nhà mình lấy đi nào cũng có luôn. Đây. Giòn sáng lắm luôn. Cái dòng 650. Băng 80, có mai chờ băng 80. Hay là chào băng tâm nha. Hai bộ 005 đi 46 chưa? Có ghi sổ là cô làm đó băng tâm. Em ơi có ghi sổ băng tâm hai bộ đi 46 chưa? Đi mã 005.
Ủa có em thêm nó gửi đi gọi mà. Gửi cho em rồi đó, bằng tâm ơi. Rồi mai qua nhẫn này nghe cả nhà. Nhẫn này là mã 650. Bằng tâm ơi có thêm nó gửi hàng em rồi, 2 ngày rồi. Gửi rồi em. Có thêm cũng nhớ dài dữ. Dòng 650 ngàn đẹp lắm cả nhà. Nhỏ xíu dễ thương. Bé thêm gửi em rồi, bé thêm nó lựa hàng đó em. Bé nó lựa hàng đó. Mã 650, mai qua nhẫn qua dòng nha cả nhà. Lắc này nó rộng nó tuyệt vời. Lắc 4 cây đẹp quá cả nhà. 2 cây rưỡi 4 cây dễ thương luôn. Cái dòng cẩm thạch nó có 500 ngàn thôi, 550 ngàn thôi. Rồi cả nhà mình coi quyết vuông. Quyết vuông 250 ngàn. Mai qua nha, mai qua. Diệu Ngọc ơi, chúng ta chào em. Chị ha, Nguyễn Hạnh ơi, chị để số điện thoại đây. Chị bên em chưa ai điện chị hả? Chị để số điện thoại lại giùm em đi. Dạ, cái dòng bếp tròn 700 cả nhà ơi. Dòng bếp tròn 700 nha. Rồi mặt đó là mặt có 208, đeo chung với kiền rất là đẹp nè cả nhà. Mặt 208, màu trắng, đeo dây chuyền cũng được luôn. Màu trắng, màu trà, đây cả nhà. Rồi, mai qua nha. Để con lên đây con. Cho em xem xi men. Wow, dòng cẩm thạch mới làm xong nữa nè cả nhà. Dòng cẩm thạch này đừng có. Hồi nãy hai cái bể đâu con? Được đâu rồi? Anh chơi đấu hả? Đừng làm rớt bể nha mấy chị. Trời ơi, coi nè. Mới đây nó làm rớt em hai cái hết triệu mốt rồi nè, cả nhà coi lời luôn nè. Rớt bể nha cả nhà. Cái này bằng đá mà, đá cẩm thạch mà. Đó, mới đây rớt rồi bỏ luôn đó. Đừng có để rớt nha cả nhà ơi. Rớt xa xuống á, cầm rớt xuống khoảng hơn 1 mét là nó sẽ tức cơ nó bể liền. Dòng đá cẩm thạch đẹp lắm cả nhà, 550 ngàn một dòng nha. Đá thiệt luôn. Còn màu mũ không, rớt không bể đâu. Mà cẩm thạch rớt cái bể liền á. Rớt mà nó mạnh, nó tức cơ xuống đụng xi măng á, đụng gạch bông á là sẽ bể. Dòng quýt vuông màu trà còn chị Mỹ Hạnh ơi, 700. Trong nước luôn mà trà còn 700 triệu. Rồi chị nào lấy nhẫn hồ ly là mai có 6 màu nha. Mai qua nha, 220. Có 6 màu cả nhà ha. Nhẫn hồ ly đẹp quá à. Dễ thương lắm luôn. Mai làm những mẫu đẹp cho mấy chị em mình đeo liền luôn ha. Nhẫn hồ ly 600, xin lỗi 220, 220. Coi xi men. Mấy chị đợi mai một phút. Rồi coi xi men mẫu trơn này đi. Đẹp lắm luôn cả nhà. 600 ngàn bộ trơn, nông và phá bạch 600 một bộ. Thầy mình có nông luôn không vậy? Em nông cho mình luôn được không? Nông cho em luôn hả? Được chứ. Mấy cháu nó nông cho em. Chứ em về nhà ai nông cho em. Nông mình ơi đâu có nông nổi đâu, đau lắm cả nhà. Lấy xi men thì thí dụ như mấy chị có lấy nông á, thì mình lấy như 50, mình lấy như 52 cho gọn tí xíu. Mình dễ nông. Đây cả nhà ơi. Trơn bóng đẹp lắm, đồng mà mấy chị đeo trơn nặng bạc, nước không vô. Em bao biết mấy cháy luôn, đeo cả đời luôn. Bóng lên nước, khi mấy cháy đeo cũ rồi xong là nó không có ga ten đồng là nó thành như vàng luôn. Có cốc ngậm kim tiền có. Có cốc ngậm kim tiền có. 300 một chiếc chị. Có cốc 200 luôn chị Ngọc, chị Ngọc Phương Huy. Rồi. Dòng xi men mã 001. Mẹ tụi con lựa dòng cho cô like. Trời ơi. Không có cái gì thêm. Cái nè. Ni thì bự, ni thì nhỏ, mấy cái coi nó lựa dòng. Đó, vậy á chị nói.
men này mã số 1, mã số 1 kim cương vuông 4 ly, hóa lưỡi gà, đẹp lắm luôn. Lấy cho em nhẫn huyết vuông ok. Để số điện thoại nhìn cái bài này em, tính gì? Huyết vuông này nè em. Cái bài đang đeo nè, có hai màu. Trắng và dạ. Đẹp dữ lắm, cái sọt bên hông này có kết sọt luôn. Bên hông chỉ nhẫn có kết sọt. Rất là đẹp nha. Huyết vuông 250 ngàn. Cốc ngậm kim tiền mới 300. Có cốc 200 nữa không? Cốc ngậm kim tiền 300 chị yêu ơi. Cốc ngậm kim tiền có màu xanh, màu xanh và màu đỏ, có kim tiền ở trước nè. Rất là dễ thương luôn. Cốc này lớn nha, 300. Cốc ngậm kim tiền, cốc mới giùm em, cốc mới 300. Còn chiếc này cốc cũ, cốc này bán đắt lắm cả nhà, lúc nào cũng bán được. Cái này cốc cũ, kim tiền ở trên lưng, có kim tiền trên lưng kết sòn hết luôn, hộp xanh và hộp đỏ. Cốc cũ 300, cốc cũ 300, cốc mới 300. Rồi, cốc này 200 nè, cốc 200 này cả nhà. Cái lúc này nó rộng lắm. Con cho cô một cái lắc gì để như thế này đi con. Lắc gì thêm để chỗ này đi, nó rộng cũng vậy. Người đẹp ơi, bữa nay đi đâu mà lâu quá mới thấy. Mấy ngày nay em không thấy chị luôn hả? Gồng Úc. Ủa, Facebook em nó chặn em sao mà mấy ngày mà em không thấy chị Mai hả? Mấy ngày nay chị Mai like mà. Đêm trước cũng có like, hồi tối cũng có like. Bây giờ, hồi hôm qua chắc chưa cũng có like, bây giờ cũng có like. Bạn ơi, các ông Facebook ơi. Facebook giờ chặn dữ lắm mấy chị. Giờ ta chạy qua TikTok bán hết rồi, TikTok bán mình làm Facebook. Em vừa bữa em cũng like bên TikTok luôn. Đây cả nhà ơi, cốc 200. Cốc 200 bao ship. Cốc 200 bao ship cả nhà. Còn lớn để ông địa. Còn lớn để ông địa là sao? Con lớn để ông địa. À, cái con cốc mà để ông địa là có con cốc để ông địa không con? Con cốc bự mà đồng mà bự gì đó phải không? Con cốc để ông địa con. Hiểu rồi, để em lấy liền. Em lấy liền cho con xi men mã 20 đi con. Em gái trẻ trẻ đẹp đẹp lấy xi men mã 20 nè. Em không có thấy chị đâu, buồn quá chị. Không, chỉ có like mà. Chồng Út Facebook nó bị chậm quá cả nhà. Nó bị chậm thông báo quá. Thành ra mấy chị không có thấy em. Bấm nút vô vô các bạn với em vô. Bấm nút theo dõi á cả nhà. Nó bị chậm thông báo. Đây cả nhà ơi. Cement mã 20, 550 ngàn bộ 7 chiếc. 550 ngàn một bộ 7 chiếc. Mã 20 giùm em. Facebook nó chặn đó cả nhà, nó chặn thông báo dòng khi mấy chị không có thấy thông báo, mấy chị đâu biết cái mai like đúng không? Không có thông báo luôn. Xi men kim cương nông đẹp quá cả nhà ơi, 550 ngàn một bộ 7 chiếc mã 21. Chúc cho chị coi cái nhẫn vuông màu trà, nhẫn vuông màu trà đây nè chị yêu. Mai đang đeo nè, đẹp chị nè. Nè chị Nguyễn Hạnh. Mai đang đeo nè chị yêu. Mấy chị đang coi Mai á, mấy chị bấm nút cái trang Mai đang like á, mấy chị bấm nút theo dõi lại giúp em mấy chị nha. Lúc vô thông báo á, nó không có thông báo luôn. Không có thông báo luôn. Trọng Nhi theo lập 800, ok chị Hồ Văn. Chán ghê lần nữa ông Quốc này. Nó chặn thông báo á cả nhà, mà nhờ bán quen không à. Mấy chị điện mua nhưng mấy chị chạy lại nhà mua. Cái Facebook giờ nó chặn dữ lắm luôn. Dạ nhẫn 220. Nhẫn 220. Mai bao ship. Nhẫn 220. Em để số điện thoại giùm cho Mai đi em. Hồ Văn. Em để tỉnh không có số điện thoại với tường đơn ai người nào nhận. Tỉnh Cà Mau. Em để cốc này đó hai em.
mừng. Em lấy em gái lấy cốc này hả? Cốc kim tiền để ông thằng tài là cốc này đúng không? Cốc này mày chơi game. Rồi bác sĩ nó chạy đi kiếm á, tức ruột nhỏ không? Nhẫn 220. Nhẫn 220. Nhẫn 220 cho cô lắc này đi không? Nhẫn nữ hoàng to màu trà đi Mai. Dạ, lấy liền chị. Nhẫn nữ hoàng to màu trà 500. 350 nè chị. 350 nè chị. Chị xương vỏ. Chị Quốc Đại một chiếc. Một chiếc 500 đi. Nè. 350. Nhẫn 350 màu trà là trùng bộ này được luôn. Phải đeo nhiều quá đó mấy chị thấy không? Lấy màu trà 500 đi con, dòng ra cho cô luôn. Nhẫn này đẹp lắm, hộp sáng lắm cả nhà. Cái sợ hộp nó rất là sáng luôn. Sáng thiệt là sáng luôn. Đây. Mai có 5 màu, chiếc này có 350 ngàn cả nhà ơi. Màu trắng, màu tím, màu trà, màu đỏ, màu xanh lá. Mã N35 350 ngàn, em bao ship N35. Mấy chị bấm nút kết bạn nha mấy chị. Đồn Úc là đêm nào không coi em mà hai ngày nay không thấy em like. Ngày nào không có like. Hồi qua chắc chưa like luôn. Bị chặn thông báo á. Đây dòng mới làm xong nè đó. Mấy chị thấy không? Lúc nào cũng làm hàng cho mấy chị đẹp chị. Đẹp bóng thấy hình luôn. Đây cả nhà. Đẹp quá. Màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu tím, màu tím, màu đỏ. Này dòng tiếp vuông. Mai mới là màu trà đó cả nhà. Màu trà đẹp chị. 900. Dòng mã. Đây cả nhà. Dòng mã 500, 900 ngàn dòng. Dòng nữ hoàng whip luôn. Cái hộp sáng lắm, mấy chị đeo bao whip mấy chị luôn. Rồi. Dòng màu trắng. Mã 500, 900 ngàn dòng. Màu tím. Màu tím. Con màu đồng tóc, tóc là con 500 con có. Màu đỏ, màu xanh lá, màu trà. Con màu đồng 500 ngàn con. Này, cốc thêm tiền để ông thằng tài tiền ơi. Cái này bằng đồng. 500, 500 một con chị ơi. Gạt bằng thuốc để ông thằng tài chân được luôn nha. Gạt bằng thuốc được luôn, 500. Rồi con cốc này cũng cốc luôn, cốc nè. Đó. Cốc thật thừ luôn á. Coi nè, trên lưng ổng nè, thổi vàng tới cỡ này nè. Đẹp quyết luôn, để gạt bằng thuốc luôn. Cốc này thì có 450. Cốc 450. Cốc thêm tiền 500. Rồi mai qua chị nào nãy lấy nhảy cái mặt trà mai đang đeo. Có 5 màu. Cô cây này. Mặt trà mai đang đeo có 5 màu chứ ơi. Một cái mặt này đá lớn 500. Đeo với kiền, đeo với dây chuyền rất là đẹp. Đeo rất là sang, rất là đẹp luôn cả nhà. Màu đỏ, màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, màu trắng. Mã 500, 500 ngàn. Chị em nào lấy một lượt 3 món, mai sẽ giảm 50 ngàn cả nhà ơi. Lấy nhẫn 350 và nhẫn 500, mới có hai loại nhẫn. Còn mặt thì có một loại 500 thôi. Còn dòng cũng có một loại 500 thôi. Có nhẫn nhỏ hơn nha cả nhà ha. Rồi mấy chị có đặt hàng để số điện thoại giùm em. Cô qua đi không? Đây nhẫn 500 đây chị ơi. Nhẫn bự 500 nè, nhẫn nó hoàng to nè chị xương nhỏ ơi. Màu trà đúng không? Hoành tráng luôn. Đó, chị coi giùm em nha.
Rồi chị coi hai cái đây chị biết phân biệt, thích cái nào lấy cái đó. Cái bự dưới là 500, còn chiếc này 350. Đây cả nhà, cả nhà mình coi giùm ai nha. Đây, màu tím đây chị coi tối dễ nhìn. Nè. Đó. Chiếc 500 và chiếc 350, may có đủ màu luôn. Rồi cả nhà mình thích lấy màu nào cũng có nha, màu xanh lá. Đây. Màu trà, màu đỏ. Màu đỏ, màu trắng. Rồi, mã 500. Mã N35. Đây cả nhà nha. Đi nào cũng có, đủ nào. May nhiều lắm. Rồi, may qua ha. Chị nào lấy một bộ 3 món là may sẽ giảm 50.000. Dạ chị Ngọc Hương để số điện thoại, cảm ơn chị. Cốc Kim Tiền 500, ok chị. Có cái dòng đeo, cái dòng cô đeo bao nhiêu? Cái dòng mai đang đeo là dòng này 650, mã 650. Mai có màu trắng và màu trà chị Thúy Nguyễn ơi. Dòng này là 700, dòng huyết tròn, có màu trắng màu trà. Còn dòng này 900, mai có 5 màu. Mới vừa đưa lên nè, dòng này nè, dòng cuối cùng. Này, dòng này có 2 màu. Có 2 màu. Đây cả nhà. Cả nhà mình có đặt hàng để lên số điện thoại giùm em nha. Có 2 màu. 650. Một dòng mã 650. Đây cô. Cô đeo trong cô trước lắc này cho anh em rộng của anh cứ tụt lại luôn đây. Lên nhập lại cho cô. Có lắc bản trơn có nhỏ không cô? Có lắc bản trơn nhỏ 700. Đó. Rồi dòng nè. 700.000 mấy chế mình đeo ngày thường nè. Đẹp lắm vừa đeo. Những mẫu này đeo hoài nó không có xưa, may bao luôn không có xưa. Đó. Đẹp chị. Màu trà, màu trắng hai mẫu này mấy chị mình đeo hoài nó không bao giờ xưa. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm cũng vậy. Nó không có lớn, nó không có nhỏ. Mẫu bự rồi chị nào thích bự thì lấy cái mẫu 900. Chị nào thích nhỏ thì lấy 700. 900 thì mới có 5 màu. 700 mà chỉ có 2 màu thôi. Màu trà, màu trắng là rất là dễ đeo. Khả Hăng ơi đẹp quá chứ mày, cảm ơn em. Còn mấy chị coi lắc tay. Lắc tay, trời ơi, mẫu này nó đẹp nha cả nhà. Rồi mấy chị nhìn giùm em, đẹp chưa? Cái nhỏ nhỏ này cô đeo. Em có phá em xem. Em mua dây trái khế cho em bé. Ok em mi sơn. Cái trái khế bé thì em ơi, em bé có 4 tuổi thì cách dài cỡ 38 nha em nha. Cộng này mai đang cầm là dài 5 tấc. Cách cỡ 38 là vừa. Đây em. 600. 600 mày bao xích. Cái dòng 500 màu xanh. Ly 52. Ok chị Như Thủy. Dạ cảm ơn chị. Để số điện thoại giùm em chị yêu. Chưa mà buồn ngủ đây, em thử lúc nào cũng ấy em hoài chứ, mấy cái đợi em cái nha. Có dòng clip 700 đi 52, dạ ok chị Như Thị. Cái dòng mã 500 màu xanh lá, chị lấy hai loại luôn hả chị yêu? Dòng này màu xanh lá có, dòng clip này có luôn chị như này. Hả? Cái dòng tròn luôn, không có dòng tròn nào. Chọn cây đồng vàng đấy hèn. Cho em xem mặt mẹ quan tâm. Ok. Đang đợi cô lấy một chiếc thôi.
Không mở cho tôi đi. Mai lên lắp tay nha. Lắp tay này là 550.000 một lắp, mai bao ship mã 220. 550.000 một lắp, mai bao ship mã 220. Dạ chị Ngân Nguyễn, mai chào Ngân Nguyễn. Buổi tối em hỏi chị không có trả lời, cho em xem xi men. Trả lời không có kịp, mai trả lời hết trơn à. Võ Thành ơi, mai chào Võ Thành nha. Khả Hăng, mai chào Khả Hăng. Dạ em trả lời em nè, mấy chị thấy mai lại tự lưa tự lung nè. Em thấy là em lấy đồ cho mấy chị mình xem hết trơn. Chị ơi, em 65kg đeo xi men mã 20. Để em biết mà em mua. Em 65kg, em cao mét mấy Đặng Thủy? Nếu mà 65kg mà đeo thường á, đeo xi men thường á, mà có phá là đi 56. Còn em nông, lấy đại đi 58 đi nha. Động cho nó hơi rộng chút xíu nó thoải mái. Xi men mã 20 thì đẹp lắm luôn. Sáng giờ nó bán của em cộng như đây nè. Lồi giỡn rồi cười. Xi men mã 20. Nè để cho trả câu nè. Xi men mã 20 550.000 một bộ 7 chiếc. Dạ. Đồng có ga ten không chị Mai? Đồng Mai mấy chị biết cách đeo qua sáng bóng đẹp nha. Đồng á là phải ga ten. Mới nói là đồng, chứ còn đồng không ga ten là dầm thiệt rồi. Còn không là dầm si. Dầm si dầm thiệt không có ga ten. Đồng là phải ga ten. Nhưng mà biết cách xài sáng bóng đẹp. Đồng bên em, mấy chị em mình tha kem trộn lên đẹp luôn. Mấy chị đang mua rất là nhiều. Mày bán năm nay 10 năm mà cả nhà. Mới bán đây đâu. Dạ, tha kem trộn lên được. Rửa xà bông, rửa chanh. Lấy cái khăn chuỗi đeo mà bóng nha, bóng là chỉ có ghiền thôi, bán mà không có danh dự uy tín đâu có bán được đâu. Mấy chị thấy một đồ của Mai một món Mai làm một mâm 10 không nổi, bán đắt vậy đó. Từ sáng tới chiều giờ này còn khách nha, mấy chị đang ngồi ghế đợi. Mai nói thiệt, lúc nào đồ Mai cũng bán được hết, bán cả thế giới mà phải bán Việt Nam không đâu. Rửa xà bông, rửa chanh, rồi lấy cái khăn chuỗi vuốt lại cho nó lấy độ bóng, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cả nhà mình rửa xà bông, rửa chanh, tha kem trộn được, rửa coca được, rửa kem BS đánh răng được nha, rửa xà bông, rửa giấm được luôn. Rồi chị nào mà xài cảm thấy nó không đẹp thì bên em có bán cái loại thuốc chuỗi đồng 30.000 hũ. Còn không nữa mấy chị lấy kem trộn của nhà mình á, để vô nhúng vô cái khăn mình chút xíu đi, lấy kem trộn á, kem trộn nha, trà lên rồi trà lên xong rồi cho nó đẹp, xong đi rửa xà bông, rửa chanh lại cho nó đẹp. Rồi cả nhà mình đeo ngày thường làm vậy giùm em nè. Tại vì cái này vàng giả chứ không phải vàng thiệt, nói chung ra là vàng giả đi đó. Nhưng mà đeo nó không phai màu, biết cách đeo là xài bóng hới sáng giới luôn. Rồi mấy chị chùi giùm em cái đồng nó ga ten nè nha. Không ga ten là vàng thiệt rồi mấy chị ơi. Một cái lắc này vàng thiệt 2,5 cây thì mấy chị thấy nhiều, cả 100 triệu rồi. Mà bán cái lắc mày đang đeo 2,5 cây nó có 1 triệu thôi đó. Đeo thai vàng để tìm mình làm vốn, mình đeo mình tự tin, mình rửa xong bông, rửa chanh cho sáng bóng đẹp. Con em là đeo cả đời luôn không phai màu, chứ không phải đeo 5-7 bữa 1-2 tháng cái thai màu xin lại đâu cả nhà, không bao giờ nha. Mai bán mối không à. Nguyễn Nổi ơi, chứ Mai chào em. Cái dòng của em chắc ngày mai có thêm mai, dòng của cô Nguyễn Nổi có cho con thêm chưa Nguyễn Nổi ơi? Con kiểm tra lại trong thùng hay con tối là kiểm tra hết lại giúp con. Đợi cho Mai kêu thêm Nguyễn Nổi ơi, mối luộc ơi, đợi cho Mai. Mai bán mối không cả nhà? Mấy chị mà mua đồ em quen là mấy chị đặt lần là mấy triệu không á, chứ không phải là đặt một chiếc nhẫn hay là một cái vòng đâu. Mai bán nhiều lắm. Một chị mà mua đồ có em là mua 5-3 triệu, 5-3 triệu, 4-5 triệu chuyện bình thường, còn 10 mấy triệu là chuyện bình thường, chứ không có mua mà một chiếc nhẫn bình thường đâu. Mai nói thiệt mà, mua một cái mặt, mua một vòng dây, mua một cái vòng, mua một cái nhẫn, mua nhiều vậy đó. Vòng tay chân một chiếc bao nhiêu vậy? Vòng tay chân 300 một lượng cả nhà. Giờ này có khách trời nắng này, em lai trời nắng á, chưa chút xíu có chị coi cỡ 3-4 giờ có khách nhà em rất là đông, từ sáng tới chiều tối không có nghỉ mà. Rồi cả nhà mình coi mặt dây chuyền, chị nào coi mặt dây chuyền là chị ơi, mặt dây chuyền 250, 300, 200, 230, 280 bán gì con, lúc nào qua bán thì mấy con ơi.
đây cả nhà. Mặt này dính vô đây ơi, đây cả nhà ơi, mặt mẹ Quang Anh chọn giùm em nha, bên em là đồng, trời ơi rửa xịt bông rửa chanh tha kem chọn whip luôn. Đây cả nhà, cái mặt cái móc bên sau nè đó, mặt đồng mà mặt này Mai đang cầm là 380 này cả nhà, có màu đen luôn. Đây nè chị, bưng mặt Quang Anh này lên cho cô nó coi đi. Trời ơi, đi kiếm nãy giờ thấy ngồi luôn á chị Mai. Dạ, chị mới là nhà em lần đầu ạ. À? Có lên rồi, mày tự nhiên giờ bữa nay làm sao hỏi không ai biết hết á. Đi nãy giờ thấy mẹ luôn. Có lên rồi mà quên hả? Lấy cái cạc, có bản đồ sao cái cạc? Nãy người ta giao đồ mà người ta không cho em coi hả? Cái thằng chú cô nó nói không cho coi, em phải chạy lên đây nè. Cho em có cho coi hàng mà. Lấy cái cạc đưa cho. Đó, mình bà đẹp lên, mấy cái này mà like mà đẹp quá à. Ở ngoài em đẹp hơn phải không chị? Ở trong mình đẹp hơn. Ô trời ơi bà, nói bởi tôi không mời bữa bia luôn, ghét quá trời luôn. Ở ngoài em ta đẹp hơn. Bây giờ không mời nước là chạy thấy mồ luôn. Dạ, uống bia, uống bia không? Chị ai gọi điện đâu biết sợ luôn. Uống bia không? Em mời bia uống này. Thôi. Để đâu anh, chịu chơi không anh? Chịu chơi lắm, nghỉ like tôi uống bia với bà luôn nè. Chịu chơi. Ở dưới lúc này là đẹp quá trời luôn á. Trời ơi, người ta người đẹp mà. Ở ngoài còn đẹp hơn ở trong mà. Cái bộ vòng hồi nãy nó không có cho em coi, em mới lên đây đó nha. Dạ sao chị? Hàng nha, cái bộ vòng mới tặng cho em. Em cho xem hàng trước khi trả tiền mà. Bên bưu điện để lát em báo nó lại. Đâu chị dùm nói dùm em vô đây cái. Con ơi, đợi em cái nha. Em báo bưu điện mà để phải có chị này nói vô mới được. Không có chị này nói là không được. Bởi vì cái bưu điện này tôi xem hàng trước khi trả tiền mà mấy ông mua điện này ông làm gì vậy ta? Này con đi ra đây nói cô này nói đây chưa cô nhắn lúc này coi cô này nói xong gửi qua đây cho cô. Chị nói giùm em tiếng nha chị, đó là sáng nay giao hàng mà chị cho coi hàng đó coi, nhắn lúc xuống con nhắn lúc kia âm xuống. Rồi em cái này cả nhà nha. Dạ nhẫn 600 cả nhà ơi. Rồi, chụp số điện thoại lại luôn con, chụp số điện thoại lại luôn. Dạ nhẫn 600 cả nhà ơi. Trời ơi, có giấy đây em mày khổ không? Nó mới chơi xem hàng chứ. Coi đúng hàng, đúng mẫu, đúng mã mà lấy không chứ. Coi nha chị, giờ tôi lấy, giờ tôi không coi sao tôi nhận người ta nói tôi bom hàng rồi sao. Dạ, giờ chị lên đây lấy đi. Con làm gì Thủy? Con chạy lên cái đồ cho cô like cho mấy cô. Dạ, mấy chị ơi, dòng xe men mã 20 đẹp cái này nè. 550 ngàn bộ 7 chiếc. Đồn em mấy chiếc cứ đeo đi, không đen không phai không dị ứng không đó, không có phai màu. Chị nào mồ hôi muối á là ngứa mấy ngày đầu thôi, còn mấy ngày sau là biết cách đeo không ngứa luôn, đeo cả đời luôn. Em ơi chị chỉnh lại rất là lâu rồi đó, khách chị nó báo là không có cho xem hàng, mấy bà không nhận hàng nè. Em để trên cái đơn giúp chị là cho xem hàng đi, cho sách xem hàng đi. Dạ nhẫn trái thơm 450 cả nhà ơi. Nhẫn trái thơm 450. 450.000 mấy bao ship. Cái dòng cẩm thạch 550.000. 550.000. Rồi nó tuột nữa rồi đó. Nó gần quá nó tuột nữa rồi đó. Cái dòng cẩm thạch 550.000 một dòng. Mai lấy lại cho chị coi liền nha. Dạ. Cô. Nhẫn trái thơm đẹp quá mấy chị ơi. Đây nhẫn trái thơm dễ thương gì. Đẹp không? Nhẫn trái thơm 550.000. Nó 450.000. Trời ơi tưởng là trên mấy chị ơi. Cho em xem dây chuyền quan lạc. Ok, ok. Mai lấy liền nhâm nhâm. Cái dòng tay trơn một chiếc 300, dòng tay trơn một chiếc 300. Đồng vàng có, đồng đỏ có. Dòng tay trơn một chiếc 300 nè chị Phương Nam.
đồng vàng có khóa nông hai loại chiều, đồng vàng như mai nha, 300 một chiếc, đồng đỏ đấy, đồng đỏ. Dạ. Bây giờ chị thấy ngoài đồ em đẹp không? Bình An hả? Dạ. Giúp cho chị bán con em trên Bình An một dòng này về Bình An. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Đây cả nhà ơi, dòng 18 300. 300 một dòng. Bay vào ship. Dòng 18 300. Một cây nha. Đồng vàng, đồng đỏ, đồng vàng thì giống dần đi, đồng đỏ thì giống dần 18 cả nhà. 300 một dòng bay vào ship. Dạ, à, Minh Quân ơi, mẹ chào Quân Quân nha. Dạ chị Kim Cúc, mẹ chào chị Kim Cúc. Dạ mẹ chào cả nhà. Cái nhẫn bự to đẹp vip luôn cả nhà, đeo chiếc rồi cũng đẹp rồi. Chiếc này nó có nhiêu tiền đâu, mã 550, 550 ngàn. Màu trà, màu tím, màu tím, màu trà, màu xanh lá, xanh lá trắng. Em giàu hả? Trời ơi giàu. Em giàu ở đâu? Bên đây rồi mới biết mà giàu. Giàu ta bán giàu thiệt rồi chị ơi. Giàu mà bán đồng có nhiêu tiền đâu chị ơi. Trời ơi như đây chứ em nói chị Mai vô cái nào cũng lắm. Dạ đỏ, tím, xanh lá, trà, trắng 550 ngàn. 550 ngàn chiếc. Quá trời đẹp luôn cả nhà. Đó một lần một lần một mâm vậy nè. Đi tay đi nào cũng có cả nhà ơi. Đây cả nhà. Đây đây chị nói em giàu cho em hơn. Đừng nói em đèo lại không chịu đâu ạ. Bình An nha. Ok. Dạ. Dòng màu chiều 2 nè cả nhà. Nhẫn cao ạ. Nhẫn cao á, ok. Dạ. Xem nhẫn nữ hoàng màu trà đi chị Mai. Con lấy mã số 2 giúp tôi không? Nhẫn nữ hoàng mã số 2. Dạ dòng triệu 2 cả nhà ơi. Đẹp quá. Chị Mai lấy liền em. Xin nhỏ. Đợi chị Mai cái. Rồi màu trắng. Màu trắng. Dòng này đẹp lắm cả nhà. Bản to nha. Màu trà. Màu trắng. Màu đỏ. Màu xanh lá. Đây cả nhà ơi. Đỏ xanh lá. Đẹp chưa? Rồi màu tím qua cà đeo cho mấy anh tà anh theo. Màu tím đẹp thôi là cả nhà. Mẫu vàng toàn bộ. Đẹp chỉ nha. Em gửi cái đồng này ra em đeo một cái bữa cho mấy chúng tôi. Cô mở cái này cho tôi. Thì cứ lấy cô đi. Trời ơi con nhỏ này ngộ đời thiệt. Ta cứ lấy 52 đi. Nó cứ lấy 54 rồi. Nó tao mà 54. Ở đây hồi xưa giờ là 52 rồi. Có đâu mày bị bệnh nó thôi. À, con lấy 52, lấy 52. Có con này kia kìa, chồng vàng, 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 vàng. Em gặp nhân viên em nó bị tử, không nó mấy chị thấy nào ngắn quá. Ngắn quá. Ngắn quá. Mà chị khách kêu lấy này 52 mà nó kêu quá lấy 54, 54 hoài. Trời ơi là trời. Bà thỏ rồi, bà thỏ. Không có tại vì đây luôn, thợ đi đồng nông rồi. Trời ơi, tay nó mềm mèo rồi. Dạ, chị ơi. Màu trà nè, cháu nó bán chị. Màu trà, màu trắng nữ hoàng, cao. Màu đẹp. 300 mà, vàng chanh đẹp á. Màu này đẹp á. Đúng rồi, màu nó đẹp mà. 320, trời ơi, em có vụ đâu. Em vụ đâu, em bỏ mùa không à. Em có vụ bỏ mùa mà đi trời nắng rồi. Mà đi. Chị ở đâu? Chị ở đâu? Ở quận 8 đi, đến giờ biết mẹ luôn, gặp ai thì gọi điện kẹt máy hoài luôn. Đừng có gọi qua số 72. Hồi sáng cô gọi điện con cơ shipper không cho cô coi hàng đúng không? Ừ, mà nó không cho. Cho cô cái dòng mà. Cho cô cái dòng mà. Cái dòng mà xịn hồi tối á. Dòng mà. Chị Mai bớt đi. Dạ. Ở lên đây rồi bớt người ta đi, lấy hai bộ. Đúng rồi, lấy lại cô. Dạ, bớt liền chị. Bớt lắm mà về mình nuôi cơm tôi nha. Vàng chanh với lại vàng gì? Chị nuôi cơm em đi nha. Vàng chanh với đồng đỏ đó. Cái
cái này người ta đeo nó xuống không, thì mai đựng đẩy xuống nha. Trời ơi, chị có đeo đầu em rồi mà chịu nổi. Nó mới mua lần đầu vậy á. Cái này Phan Lộc 800 có chị Diễm Quỳnh. Có nha, bà lấy liền. Dạ, có dòng cẩm thạch là mai đang đeo là 550, có liền luôn chị. Cái lắc tay chị ơi, ok. Đó, dòng ruby đẹp chị nè. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Dòng ruby. Ờ, em đi Mỹ em bán lắm, em chơi qua bển mua. Nói cho bán này cực quá à. Chị nào mới lên đây nhậu được. Nhậu, nhậu không, nhậu không. Nhà nhậu không. Chịu chơi, chơi chịu luôn á, chịu chơi lắm, nhậu không. Nhậu tức lên, nhậu với bà luôn. Không chảy gì đâu, nhậu. Trời ơi, em nhậu được sao, kiếm ông xã em mới được. Rồi em nhậu suốt, em nhậu cho chịu luôn, mà chịu không. Đồng vợ mới tắt, chạm em nhậu được giàu, trời ơi, xả xiết gì vậy, em nhậu cho chịu được sao. Có trẻ ghê không, càng ngày càng có trẻ. Đây là mấy cái tấm hình sau này á, là chị quay con ngựa mẫu xanh nổi dễ sợ luôn, đẹp đó chị Mai. Đẹp em người mẫu mà bà ơi. Trời ơi, à, sorry cả nhà mình nha. Cái dòng cái dòng 1,2 triệu 50 ngàn. Cái mặt 900. Đẹp chưa mấy chị? Mai bao ship. Rồi, cái nhẫn 800, bộ ruby VIP luôn. Cả nhà ơi, có 2,950 3 món. Mấy chị mình lấy 3 món, mai sẽ giảm 50 ngàn. Còn 2,9 triệu. Rồi, con chạy lấy dòng cẩm thạch rồi con. Dòng cẩm thạch có 550 ngàn. 550 ngàn dòng cẩm thạch nha chị ơi. Rồi nhẫn nữ vàng mã số 2,320 dòng cẩm thạch. Đừng có gớt, đừng có gớt bể nghe cả nhà. Để xa quá gớt xuống là gặp cái bụp xong đi luôn, bể luôn. Sáng giờ em về bể 2 chiếc rồi. Mấy cháu nó gửa bể nè. Bỏ luôn đó. Lỗ rồi, bữa nay lỗ vốn. Bữa nay lỗ vốn rồi, bể 2 cái dòng hết chịu vốt của em. Chiều nay ăn mì gói luôn. Chiều nay ăn mì mới được. Bể 2 cái dòng hết chịu vốt. Sáng giờ lời mới được nhiêu đâu mà được bể 2 cái dòng của em rồi đó mấy chị coi. Trời. Kề nước rồi anh. À, có nước lạnh ở trong cái thùng đó chị. Bên lạnh đó, màu xanh xanh đó. Dạ, 1,320 chẳng ngày cả nhà. Mã N2. Cái mặt mẹ quan âm 230, ok anh Tứ. Ok anh Tứ. Rồi mai qua dòng này nha. Cả nhà mình thích lấy dòng này đẹp lắm cả nhà nha. 1,2 triệu. Ôi ôi nó sang, nó sang viết luôn. Mai có đủ màu, bộ vàng thiệt. Chị em mình lấy bộ này mai có nhẫn luôn. Rồi mặt dây chuyền. Lấy bộ thì bớt 50 ngàn ở nhà nha. Lấy lẻ thì mai bán lẻ. Màu tím hoa cà nữa nè. Đó, mặt bự sang chị nè. Cả nhà ơi đẹp lắm, muốn vàng thiệt không. Dạ, viết vuông, viết vuông. Ok chị Trần Ngọc. Con lấy dòng viết vuông rồi còn không con. Dòng trơn 300, ok chị Tiền Lê. Dòng trơn 300 mới có đồng đỏ và đồng vàng nha chị. Chị ơi, con chạy lấy đồng đỏ đồng vàng giúp cô, cho cô Tiền Lê coi. Chị Tiền Lê ơi, đồng đỏ đồng vàng nha chị yêu. Đồng vàng nè, là màu vàng y nè. Đồng đỏ là màu 18 nè, coi giùm em. 300 một vòng. Còn chị thích lấy 2 vòng 250 ngàn có màu đồng đỏ. Bé đẹp dễ thương hả? Coi có em nào mà làm mai cho nó đây. Một con trai không con? Đông mua chị là có bé này rồi. Một con trai không? Bé này nó ở em 2-3 năm rồi. Bà đứa gái hả? Bà đứa gái hả? Vậy là bé ấy nữa. Cô có cháu trai không? Không. Không hả? Mấy chị ơi, dòng này 2 vòng 250 ngàn. Tôi đồng ý kiếm đi mai nha. 2 vòng 250 ngàn. 6 ly. Cái này bóng đẹp lắm. Mẹ vô buông đây coi, đẹp cho cô về để cho chồng cô ngủ nữa. Qua trời rồi đó. Trời ơi. Sao ông xã chị trẻ quá vậy? Ê, làm mới á hả? Chị, cái này luôn nha. Chị, sao ông xã chị trẻ quá vậy? Tư lớn bà nó được thuốc á. Ủa này có xin, sao chị có? Xin đâu có làm mới được đâu. Xin không có làm mới dạ, được. Dạ, mấy chị ơi, dòng này một bộ 7,800. Hai dòng 250 ngàn, mai bao ship. Hai dòng 250 ngàn, mai bao ship. Rồi, chị nào lấy dây Phan Lộc 800 nè chị ơi. 800 chắc bữa nay hết qua còn 700 chị ơi.
đánh đánh nhiều hơi con để đi cho ảnh về nữa nó cũng thích rồi đấy thật đâu thật không tại vì thật có con vậy lấy cộng 900 đi chị. Chị đang lập 900 đặng đặt khoảng một lượng 3 cả nhà ơi, đồng đỏ giùm em nha. Rồi, mai lai dây cho chị khách em coi cái. Dạ, chúc bình an, mai chào chúc bình an. Lấy em dây phan lập về Diễm Kiều. Nó 900 đi em, cộng chúng mai đang cầm 900. Màu vàng chanh. Quá là phá hợp luôn. Bữa nay rất là đẹp luôn cả nhà, phá hợp này. Đúng rồi, ông trẻ hơn anh trẻ mà, thấy anh trẻ hơn chị. Tại phụ nữ mình làm nhiều quá, già. Sợ trẻ quá. Dạ, cái dây này là 1.250.000, nặng đặt khoảng 2 lượng rưỡi. Đẹp lắm nè em. Lấy dây này đi em. Em Quỳnh, em Điền Quỳnh. Dây này 1.250.000 mấy chị ơi. Bé ơi, chịu làm dâu cô không? Mấy bé chịu làm dâu cô không kìa? Chị Bùi Thị Kim Liên. Dạ, em chào chị. Bé Thị giỏi lắm á, mấy chị dễ thương lắm. Xuyên lắm luôn. Cái dây 700 đi. Dây 700 đi. Dây 700 nó còn 7-8 chỉ. Bữa nay mày làm đẹp lắm, phá hợp luôn. Chắc lắm, bé 700 đi, 700 vô 800 nhỏ, 800 tí xíu. 800 bữa nay hết trơn rồi. Trời ơi, hết rồi, mở cái móc luôn. Hiền mở giúp tôi Hiền. Dây chữ công vuông kim tiền, 1.1 triệu cả nhà ơi. Chữ công vuông kim tiền, 1.1 triệu chùm em ha. Rồi, dây 800 nè. Ê, xin lỗi 700 nè. 700 nó khoảng 7-8 chỉ em ơi. Nặng đặc. Nhỏ nhưng mà có vỏ giống như dàn thiệt mình vậy đó. Nhỏ mà nó nặng. Dàn thiệt mà 2-3 cây nó đặc đó nó cũng có chút xíu xíu. 700. Khóa hợp luôn. Con gà móc lại chứ không. Bé Thể ơi, cô có con trai nè, chịu không làm dâu cô, trời ơi quá trời ơi. Mai tới nha. Bé đẹp đẹp nhiều đứa lắm nha. Cô suốt mua đồ của con là đã chục lần rồi, chịu rồi đó. Ủa là chị có xuống nhà em rồi, chị thấy bé Thể rồi đó hả? chị Kim Liên. Dạ, em cảm ơn chị nha. Trời ơi, mấy cháu em thấy thường được mấy cô tỷ kìa. Thấy thường được. Làm qua phải cho người ta hái, mà làm gái phải cho người ta chọc mấy chị nha. Trời ơi, làm gái mà không ai chọc là ế luôn á. Ế, uống chề luôn á. Là ế chồng luôn á, đúng không mấy chị? Uống chề luôn á. Cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn cả nhà. Rồi cái dây 700 đây. Thủy ơi, quá trời mấy cô đòi làm dâu rồi kìa con ơi. Cô qua cô Liên nè, cô Tươi nè, cô Dương Tươi nữa nè, cô này là ở nhà mình cả chục lần rồi nè. Nè con này nè, mày thấy mặt không, mày biết không? Cô nào cô? Cô đâu rồi? Nè cô này nè. Đó. Trời ơi, em kêu cô Hiền nó gài cái móc lại, nó đưa cho em mấy trái coi nè. Nó nghe mấy trái làm dâu đó. À, mấy chế thấy chưa? Nghe làm dâu kêu gài cái móc cho em gài vậy á. Mấy là chế là chịu Hiền không có chế luôn. Trời ơi. Hiền dễ thương lắm mấy chế, em thương nhất luôn. Nè, Hiền dễ thương lắm mấy chế. Bé nào cũng dễ thương hết. Em like nữa mấy chế nha. Dây này là 1.550.000 nữa nha. Mày mở tổng qua cho mấy chế coi nha. Kêu cô điện máy bóp, có điện số 92 luôn ra, đừng điện 72 là máy bận lắm mấy chị.
máy nhiều, có một chị điện là bằng nè. Cổng dây này đẹp quá cả nhà ơi, xuất sắc luôn nè. Lấy cổng này đi em Điền Quỳnh ơi, đeo đại cổng bự đây cho nó sang. Cổng này 3 cây 1.550.000, tha kem trộn lên bóng thiệt quá mặt trời luôn. Em bao quyết mấy chơi luôn. Cái dòng của Mai đeo là dòng này 650. Cái dòng 650 chị anh Kim ơi. Bóp cô đổ xăng đi không? Cái dòng này 700. Cái dòng này chị không 250 đẹp nè chị yêu. Dòng này mới làm xong nè chị Kim Anh ơi, đeo cái này đáng luôn nè chị. Rồi, mày lên nhận tiếp mấy chị nha. Rồi, lên con. Em dây vô đây con ơi. Lên luôn à. Nhẫn ngũ sắc 7 màu đẹp lắm cả nhà ơi. Nhẫn ngũ sắc quả N5 350.000 mấy bao ship. Mấy cái mẫu này có quá. Đẹp lắm cả nhà. Nè con kêu cô tới lấy chân đeo đẹp nè con. Nè con, chị nhớ lại em lấy chân đeo đẹp lắm chị. Chân này nè, đeo móng nữa lắm nè, đưa cô đi. Nhẫn lên là 5, 350.000 nha cả nhà. Mai có mặt dây chuyền 400. Mặt dây chuyền 400 cả nhà ơi. Cũ sách 7 màu. Em như hai dòng chạm 250. Hai dòng chạm kim cương hay không? Hai dòng chạm này em ơi, Lê Thanh Ngọc ơi. Kim cương 6 ly, hai dòng 250. Cho em coi dây chuyền đi chị. Chị mới lai dây chuyền đó, Thê Minh. Chị Mai mới lai dây chuyền vừa xong đó. Em có chịu mẫu nào không? Chịu, chị Mai lai dây chuyền thêm cho em coi nha. Rồi, hai dòng kim cương 250.000 nè, Thanh Ngọc ơi. Còn em lấy trơn cũng đẹp luôn. Trơn hay không? Trơn đẹp vậy nè. Hai dòng 250.000 luôn. Trơn luôn. Dòng có đi 53 không có. Muốn làm cho Mai làm cho em vui 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 vui. Vui Lê ơi. Rồi, Mai lên nhẫn mấy chị nha. Ôi chiếc nhẫn này nó đẹp mà mấy chị mình không lấy nó uổng lắm luôn nè. Nhìn nhầm em. Chiếc này đẹp xuất sắc luôn. 550.000. Chị ra chị hai thiệt Mai ơi. Có nông mà nhá máy nha. Chị vô sổ. Chị không có nông nhưng hai. Chị lấy mẫu nào? 600.000 vàng vàng y đâu? Chị lấy 600.000 vàng vàng y đồng vàng đó con. Có 52 á. Đâu đâu cho cô coi này. Tại vì em lên nông quen rồi. Lúc nông nó đẹp. Đúng rồi. Chạy vô trong còn đó con. Đúng rồi, cái đó đẹp đó chị. 550.000. Ở trong đó con, chạy vô trong coi. Rồi chút chị. Mấy chị ơi, coi nè mấy chị. Cái mặt 550. Mặt còn 1-2 cái hết rồi. Nhẫn 550. Em bao quyết mấy chị nhẫn luôn. Còn coi chị nhẫn nó đẹp gì nè mấy bà ơi. 550. Mã N55. Rồi em lo nhẫn mấy chị nha. Nhẫn không ai trong gửi đâu con. Nhẫn bông mai mới 208. Nhẫn bông mai mới 208. Một chiếc bao ship. Bông mai mới 208 bao ship. Cái kèn kim tiền bản mấy ly hả? Cái kèn kim tiền bản mấy ly? Để cho Mai coi liền em Tâm Diệu ơi. Rồi mình lên nhẫn bông mai có 150 đó nghe cả nhà. Nhẫn bông mai 350. Đẹp gì đây cả nhà. 350.000 chiếc này đặc lập khoảng 8 chỉ. Đồng nha mấy chị nha. Hello là Nguyễn nha. Em lấy chiếc nhẫn cưới đi 15.
nhẫn cưới à, nhẫn cưới à, 195 em, chứ mày lấy cho em liền. Rồi nhẫn bi. Nhẫn bi. Vài bữa thì lại nó đẹp nữa. Nhẫn bi 350. Nhẫn bi 350. Lấy em nhẫn cưới đi 15 có luôn. Nhẫn cưới nhỏ xíu này đẹp lắm em. 195. Nhẫn cưới 195 bao ship tay em. Cái nào cũng có thanh nhã rồi. Cái nào chúng mày cũng có hết. Rồi hai dòng trơn 250, ok anh Nhiên, Nhiên nha. Hai dòng trơn là 6 ly, con lấy dòng 6 ly cho cùng. Đây. Hai dòng trơn 6 ly. Đẹp lắm em ơi. Rồi. Chị lên cái mặt dây chuyền màu trà, cái mã loại dừa nha chị. Ok Thảo Lê, ok Lê Thảo, Thảo Lê. Mặt dây chuyền màu trà biết còn không con? Vuông. Nhẫn này đẹp lắm nè cả nhà. 150.000, đồ đều dễ thương. Có 150.000 nhẫn mông mai. Nhẫn mông mai 150 mới bao xíu. Đợi xíu ăn lửa con. Thêm lửa phụ đấy con. Có cho con. Rồi chạy con vô làm đẹp cho con đi. Cái ta đẹp lắm á chị. 150. Nhẫn mông mai đồng vàng 150. Hai chiếc vòng chạm 250. Ok chị Thanh Ngọc. Vòng chạm đâu con? Kim cương 6 ly dùm em nghe chị Thanh Ngọc ơi. Kim cương 6 ly. Ok chị Như Ngang. Kim cương chân 6 ly. Chân 6 ly 2 dòng 250 bao ship. Chị nào chưa mua trang sức nhà em lần nào, lấy 2 dòng thôi. Đẹp, mình lấy thêm cả nhà. Đây. Rất là đẹp luôn. Lấy cho em một chiếc 15 ly ạ. Ok Thanh Nhã. Mặt vip tròn nè. Mặt vip vuông nè. Chị nào lấy mặt vip vuông nè. Chị Mai, mẹ nó nghe nè, hai bộ mình bóp con. Bóp cô tiền xe đi con. Bóp con đi nè. Chế Mai ơi, em mua đồ chế nhiều lắm rồi. Chế tặng cho em chai nước rửa đồng đi chứ. Con chai có nước hút rửa đồng. Hút rửa đồng chứ có nước rửa đồng em nha. Lấy bông gòn chùi đánh bóng lại cho cái đồ có bóng giống như lên tiệm cho em đánh bóng quá không Diễm Quỳnh ơi. Em có mua gì em để số điện thoại giùm chế Mai đi. Chị nào lấy cái mặt quýt mà vuông màu trà 280. Mai hết màu trắng rồi. Đợi mấy ngày nó có mấy chị nha. Chị Mai thấu này đợi cho chị Mai. Rồi tính với cô đi con. Đó không biết chị mua đâu lợi nấu đi. Hả? Dạ. Rồi đây cả nhà ơi. Cái đó phải của em không? Không phải của em không được. Không phải của em cho em không lấy nữa. Không phải của em nên không được cái chị ha. Tưởng là của em. Cái thường người ta còn mới, người ta còn dục ở đây. Dạ, dòng whip này mới hết màu trà rồi, còn màu trắng thôi. 250. Cái mặt, xin lỗi, cái mặt 280. Cái nhẫn 250. Cái dòng 700. Chị ơi, chị lấy cái mặt vừa đeo màu trà nè chị. Rẻ mà nó đẹp. Có 280 thôi. Lính em đẹp không rồi đó. Em nào cũng chưa có bồ. Có thể là đẹp nhất. Cô Mai cũng chưa có bồ luôn. Wow, cô Mai cũng chưa có bồ luôn. Trời ơi, xỉu quá trời. Thì ra là phải bốn anh bảo vệ theo đó chứ sao không có bồ đâu cả. Mặt 280 cả nhà ơi. Mặt 280. Chị nào lấy em bao ship nha. Đẹp lắm luôn, vừa đeo chung với kiện, đeo chung cho chị.
em là đi phải bốn anh bảo vệ theo. Em còn phải lên đây mua nữa nè, bảo dụ á. Nó có mua. Rồi con bước này lên con. Mẫu bùa đồ mai đẹp lắm. Đẹp mà đeo đẹp nè. Đó, mẫu là mẫu VIP không mà giặt đẹp không. Chẳng nữ hoàng mới luôn, 320. Đẹp cả nhà ơi, đẹp vậy nè. Mã N32. Cái nhẫn thêm tiền có 120, có em Quỳnh Trang này, có em. Đẹp vậy. Nhẫn N32, 320. Có dây Phan Lập 700. Hiền hiền mấy giờ dây Phan Lập để đâu rồi con? Cho cô nhẫn thêm tiền đi con. Vậy nè, chưa mua trang sức em lần nào lấy nhẫn kim tiền 120 cả nhà ơi. Rồi dây à, cái dây 700 đây. Dây 700 nặng đặt khoảng 700 chỉ. To lắm không hả chị? Cái mặt vuông không? Không có to. Cái mặt vuông bằng cái mặt này thôi. Không có to đâu. Trời ơi, không có to nha. To nữa là cái mặt. Những cái mặt to hoành tráng là mới nói to liền. Không có to, không có to. Thì con lấy một chiếc nhẫn mông mai. Dạ, bé bé. Bé Thủy hả? Dạ, nó lại phụ với bé Hồng. Nó hay lại phụ em. Rồi nhẫn kim tiền đây. Nhẫn kim tiền hình thoi 200 ngàn chiếc. Kim tiền hình thoi 200 chiếc cả nhà ơi. Bán đồ thì tụi con ơi. Nhẫn N32. Nhẫn N32 cái đơn đi chưa lâu quá gì chịu. Cái đó chị Mai có nhiều mà. Thủy Thủy kiểm tra đơn cô Tâm Diệu coi Thủy. Nhẫn thêm tiền 120. Đi nhỏ đi lớn đi bé gì có đủ cả nhà ơi. Thêm tiền 120. Bao ship đẹp chưa? Bao ship luôn. Là chạy nhầm chiếc có không tới 100 ngàn nữa. Tiền xíu hai mấy 30 ngàn rồi cả nhà. Đeo cả đời luôn. Đeo rất là tốt. Đeo hoài, rửa sao bông rửa tranh đeo hoài rất là đẹp nha. Ok Quỳnh, ok, ok em. Ok em Điền Quỳnh. Lấy thuốc chùi đồng thì lấy cái bông gòn đánh bóng nha. Thủy chạy ra lấy thuốc chùi đồng rồi giúp cô cái thử. Mà chỉ cho mấy chị xài thuốc chùi đồng bên em. Còn mấy chị tha kem trộn. Tất cả dòng xi men hay là lắc tay mấy chị tha kem trộn lên mấy chị chùi xong rửa xong bông lại được hết. Rồi mai lấy thuốc chùi đồng mấy chị cách cho mấy chị em mình làm nó dễ lắm. Đây nè bông gòn mới thuốc 30 ngàn hữu. Rồi cho con cái gì trên đây đi con. Em kiếm một cái em kiếm một cái lắc đủ em để em like cho em bán cho mấy chị coi nha. Nè cái lắc đủ mai để qua năm suốt tháng tại nhà mấy chăm rất là những chỗ mai like đó, màu đồng nó cũng là màu này để nhà mình coi nha. Rồi, em lấy cái lắc mới cho mấy chị coi. Con lấy lắc mới giúp cô đi. Mai chùi cho mấy chị coi. Thuốc này mấy chị chùi xong lại đắp lại nha. Chùi xong lại đắp lại. Bên em không cần mua thuốc này chùi cũng được nữa. Mấy chị cứ rửa xong bông rửa chanh xong lấy bông gòn bánh bóng. Đây. Mà để lên tấm giấy cái lắc 5 cây mới đây con. Đây. Mấy chị coi cái lắc mới nè. Rồi lắc cũ nè. Tự mấy chị mua thuốc chùi đồng là tự mình làm bóng làm mới nhà cho mình tự tin. Rồi đồng thì biết cách đeo sáng bóng đẹp cả nhà nhìn giùm em nha. Lắc cũ màu đồng đó là mấy chị để ở ngoài không có đậy nắp không có gì hết để nó có oxy hóa là nó sẽ ra màu đó nên em là màu đó là đúng đẹp rồi đó. Rồi mai đánh bóng cho mấy chị coi là đánh bóng tại nhà không cần lên shop mai đánh bóng là mấy chị cứ mua cái hũ này có 30 ngàn mấy chị chùi xong mấy chị để nắp lại nha. Nè nhúng vô có chút xíu xíu, xíu thôi nè. Rồi rồi em chùi em thúc từ đây qua đây cho mấy chế coi nha. Đồng á là nó phải ra ten đồng. Còn nó không ra ten đồng là nó không phải là đồng. Ra ten đồng là giặt thiệt rồi. Rồi ra ten nè đó. Rồi chút xíu nó bóng cho mấy chế coi. Mấy chế chùi xong mấy chế ghiền xong là không tiền. Không tiền cái xịu qua có nhiêu đâu. Cái lắc mai đang chùi có 800 ngàn thôi. Mã 28 nặng đặt 2,5 cây. 2,5 cây mà có nhiều có 800 ngàn tiền ơi. Đeo đẹp, đeo cả đời luôn. Đại Nguyễn ơi, cô Mai chào em Đại Nguyễn ơi. Chào em đẹp trai. Đại Nguyễn là cũng mua đồng bên em nè, em trai nè. Cũng làm tép tẹp tẹp nè. Mấy chị mua đồng bên em nè. Đó, chùi xong ra tiền. Rồi mấy chị chùi lâu chút xíu nữa đi. Chùi lâu chút xíu là cái này là thay nhìn đánh bóng á. Thay cái tay này nó thích thay cái máy đánh bóng á. Rồi
bên em có cái loại thuốc này em quýt mấy trái luôn, đừng có chùi bạc nha, đừng có chùi vàng nha, chùi đồng có mai thôi, đừng có chùi vàng xi nha, chỉ mua đồng của em ha, chùi đồng của em thôi, còn chùi mấy thứ khác không được các mấy chị nha, chùi thứ khác hư các mấy chị đổ thừa chất mai luôn. Rồi mấy chùi cho cả nhà mình xem nè, trời ơi nó bóng nó đẹp đó, đánh bóng nè, ten ten ten, rồi tiền là sẽ tốn tiền, em bao bóng màu mới cho mấy trái luôn, đẹp lắm luôn. Rồi nhắn kim tiền 120. Rồi mấy trái coi lại giùm em cái nè, đó bóng chưa, bóng chưa đó, thuốc chưa chùi, thuốc chùi bóng gì nè nha, bóng lắm, bóng size nhà 18k luôn, nhà 18k đó thiệt, chứ mấy trái là phải đeo mà biết cách đeo là không có thua dòng 18 chỗ nào. Bên mai có đồng vàng, đồng đỏ và màu vàng chanh, màu vàng chanh cũng không bao giờ bay màu nha cả nhà nha. Rồi mấy trái chùi lâu thì mà nó bóng chừng đấy, đây nè, chùi tới cái bảng nó bóng tới cỡ này nè, rồi nó ra ten đồng nè, đây đây nè, nhìn giùm em cái đây, chữ N nè cho dễ nhìn nè, bóng vậy nè đó mấy trái nè đó. Cái lắp mấy trái để nhà mình 1, 2, 5, 3 năm cũ thì cũng vậy hết, mấy trái không có biết cách xài thì mấy trái lấy ra rửa xà bông rửa chanh, xong mình lấy cái khăn mình chùi lại, không cần mua thuốc đánh bóng này đâu, không cần mua. Mà mấy trái muốn lấy, muốn làm không đẹp thì mình mua cái thuốc này, xong mấy trái rửa xà bông rửa chanh, xong lấy trái lấy cái khăn này chùi lại chút xíu là nó bóng đẹp. Dạ. Mấy trái nhìn giùm em đi, đó đồng mai vậy á, rồi mấy trái coi đi nè, bóng như mới luôn đúng không? Đây nhà mới không? Đây nhà mới không? Nha, nguyên chất nguyên si nguyên kiện trong hộp sao ngoài vậy? Không bán từng bậy mấy cái yên tâm mua. Cái nào chưa biết mua trong sức đồng thì bên em lấy chiếc nhẫn kim tiền 120 thôi. Chiếc nhẫn kim tiền 120 thôi. Rồi từ từ mấy chị em mình mua nhiều, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Nha, chị mà mua 5, 7 triệu chứ nói chung ra là may bán mới không à. Rồi cả nhà mình coi nè, nhẫn kim tiền 120. Chị em mình chưa mua trong sức lần nào thì cứ mua nhẫn kim tiền 120 thôi. Rồi, mình đeo. Mấy chị ơi, cái thuốc này mấy chị chùi xong mấy chị nó không có dị ứng, không có ngứa, nó không có độc hại gì hết trơn á nha, khỏi rửa nước sạch lại cũng được. Rồi mấy chị có sợ thì mấy chị rửa nước sạch lại đây, còn không mấy chị lấy cái chặt bông gòn, bông gòn cái bên sạch nè, mấy chị chùi lại chút, mấy chị chùi nữa nó bóng nữa. Dạ, cái đó chiếc 5 chỉ là chị tính đi. Ôi bữa nay mới trúng bánh, trời ơi sắm quá trời luôn. À, 7 chiếc là 3,5 cây. 3,5 cây. 3,5 cây, trời ơi, bữa nay mới trúng số mấy chế ơi, em được 3,5 cây luôn. Bây giờ em rủ chị nhậu nè, chị nhậu không? Bữa nào thì mai về không có không, cũng mất bán. Nay đẹp chưa cả nhà? Cả nhà đẹp chưa? Mẹ dẫn đường lên trên bà đó, chị đang bán ở nhà giao cho con rồi. Mẹ em đang thờ dẫn chị lên mua phải không? Dạ em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ em có phở ba vị Phật tất cả nhà, ba vị đang đây dây ra đây để em bán cho mấy chị mua, đẹp lắm. Bởi vậy đó, bởi đây mà chị khách em ở đây Phật dẫn bà lại. Đeo vàng mắc tiền quá. Đeo đồng có mai đẹp mà rẻ mà bền. Giúp luôn. Đó, mai like cho mấy chị nè. Không có gì bỏ hết á. Đeo cả đời luôn, cả đời luôn. Cái lắc này là mai để cũ, cũ xì. Đó mấy chị thấy không? Mai bán nó bậy đâu. Nè, mấy chị nhìn giùm em đi. Rồi chùi xong nó bóng vậy nè. Rồi like nữa nha. Vậy nào mua để đắp lại. Có 30 ngàn không mua xài kem trộn nó cũng đẹp nữa. Nắp lại, không để nắp lại nó khô xong là mình nó khô queo quèo quèo luôn, không có chùi được. Rồi like nha, like nữa nha con ơi, dọn cái này giùm tôi đi nè. Ở đồng chùi ra đen vậy đó, gớm chưa, gớm nhưng mà đẹp, chùi xong nó đẹp liền nha, chùi xong nó đẹp tuyệt vời mặt trời, nó không có hôi, không có độc hại gì hết cả nhà nha, không có dị ứng, không có hôi, không có gì hết, không có độc hại gì cho mình hết, cái nào độc mang làm đâu, không có độc gì hết nha, tuyệt vời. Rồi mai like cho cả nhà mình chiếc nhẫn nữa ha, mai chùi chút xíu thôi đó, mấy chị chùi lâu nữa nó bóng nữa, chùi càng lâu càng bóng nữa, bóng mà em bao mấy chị điền luôn, mai nói thiệt chùi càng lâu càng bóng nữa nha cả nhà nha, để chùi đồng của em thôi nha, đừng chùi vàng chùi bạc hay là chùi gì không được nha cả nhà nha, chỉ là cái đó là sử dụng của đồng nhà em thôi.
Rồi mấy chị coi nhẫn này, nhẫn Dương Niệm 300.000 một chiếc, may bao ship đẹp lắm cả nhà ơi, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu trà, nhẫn Dương Niệm. Bữa nay mai lai ban ngày mấy chị thấy hàng rõ không, đẹp không, 300.000 em bỏ hộp. Ok Kiều Tiên, thầy con ơi. Dạ chị Cúc Hoàng, mai chào chị Cúc Hoàng. Mấy chị có đặt hàng để lấy số điện thoại giùm em. Rồi mấy chị chẳng thêm tiền á, thì mấy chị lấy đi một chiếc có 120.000 thường mấy chị đeo đẹp. Cả nhà chiếc trong đây. Thì bé thì lớn nào cũng có mấy chị nha. Chị nào chưa mua trang sức nha, em lần nào lấy nhẫn kim tiền 120 thôi. Rồi mình đeo đẹp mai mốt mình mua thêm mấy chị. Đi nào cũng có. Rồi mai lên nhẫn tiếp mấy chị nha. Bữa nay em có điện cho chị chưa chị Kim Phượng? Chị Nguyễn Thị Kim Phượng. Bữa nay em có điện cho chị chưa? Rút ruột rồi cái dòng em đủ đây chưa? Ngày mai ngày tối mai mới có mình nói rồi. Chị gửi cho em mấy chiếc trước đi. Được không? Em đem trước mình như là Nguyễn Nổi mười mấy, có mười mấy chiếc rồi đó. 12 chiếc rồi. 12 chiếc rồi đó. Còn 4 chiếc nữa, như 62 thì em đợi chế mới được. Em hỏi chế là giờ chị gửi em cái 12 chiếc trước đi. Nghe Nguyễn Nổi bữa nay chị gửi cho ha. Chịu không? Chịu ok. Rồi còn 4 chiếc chị gửi sau. Em 12 chiếc là nó cũng một khúc ở đây nè. Rồi nhẫn ly ngựa 195 my bao ship. Cái nhẫn thêm tiền ok, ok Phạm Nhật. Cái lắc ly ngựa 508 my bao ship. Nhẫn ly ngựa cho cô miếng nước thì ơi. Cho em coi bông B6 ok em. Chưa có là Nhật Phạm ơi. Thêm ơi. Bình Nhật Phạm có dòng cement cho con. Con coi kỹ chưa? Hôm qua có hàng nhiều lắm đó nha. À Đình Nhật Phạm ơi, chưa Đình Nhật Phạm ơi. Tại em làm dàn chanh mã 20 á, chứ mai phải làm cho em. Đợi mấy ngày nha Đình Nhật Phạm ơi. Hồng ơi. Hồng ơi. Bác hai giùm chứ chị này giùm em. Có điện người là đang trên đường đi á. Chừng nào tới bưu điện là bưu điện nó gửi cho chị Kim Phượng ơi. Mấy chị ơi có điện là mai gửi rồi. Từ từ mấy chị mới, mấy chị em mới ơi. Từ từ. Mai có hàng mai gửi cho cả nhà mình hết trơn à. Đình Nhật Phạm đợi cho mai nha. Khi nào có cho mai gửi cho em liền. Nguyễn Nổi ơi, mỗi hai ngày có cho mai gửi cho em. Bây giờ em muốn cần gấp á, thì cho mai gửi cho em 12 chiếc. Một cây đó là rất là nhiều rồi đó. Thế mai gửi em trước đi, chịu không? Em lắc đúng không? Lắc học dài đúng không? Rồi, nhắn thì hưu. Nhắn thì hưu cả nhà ơi, 150.000 bay bao ship. Hồ ly là đây nha, hồ ly 220. Hồ ly cái hộp bự hơn, cái sòn nó nhiều hơn. Màu xanh, màu đen, màu trắng, màu trà, màu vàng, màu đỏ. 150.000 bao ship. Tín Hồ ơi, mày chào Tín Hồ. Con B6 nè, đây liễu. À, Định Nhật Phạm ơi, để cho mai có cho mai gửi em liền nha. Mai làm rồi đó, chừng nào có cho mai gửi. Bông B6, bông B6, bông Dior cả nhà ơi. Bông Dior 300.000. À, cái này chặn đi. Dòng whip tròn, cái mai đang đeo có hai màu. Có hai màu. Nhẫn Dương Niệm có màu trà nha chị Mai. Ok Lê Thảo. Để số điện thoại giùm cho Mai em ơi. Nhẫn N23 230 mai bao ship cả nhà ơi. N23 mai bao ship. Hồng đâu rồi ta? Hồng. Hồng làm gì vậy? Có màu trà nè em. Em gì ơi. Đây. Nhẫn Dương Niệm màu trà. Cái hộp nó chiếu lắm, sáng lấp lánh luôn. Có đặt hàng để lên số điện thoại giùm em cả nhà ơi.
sao thần làm cho em đi chị Mai. Ok, ok, làm ơi, làm rồi. Mà chú cứ làm rồi đó em. Không phải bữa nay làm cái bài có liền đâu. Mấy ngày mới có. Thảo Lê ơi, Lê Thảo ơi, em có đặt nhẫn màu trà hương niệm 300. Em để số thoại giùm chị Mai nha. Rồi, em gì lấy cái vòng VIP tròn mà em ơi, 700 chứ Mai có màu trà màu trắng. Vậy chứ gửi cho em trước cái đó đi, ok. Ok, lấy ra đợi liền chiều nay nha. Rồi, nếu bạn nào lấy đồ cô Nguyễn Nổi gửi trước 12 chiếc, còn 4 chiếc nay Mai có gửi sau. Ok Nguyễn Nổi. Ok em, tại một có thể thì lấy rồi kìa. Thì thấy chốt đơn em nó đi biết nó đi lại gửi em kìa, đừng nổi. Dạ cái dòng 700 nè cả nhà ơi. Một này luôn hả? Dạ. Rồi cái này đang mới nè. Đây nè. Cho em coi cái gửi chiều nay gửi nha. Rồi. Cái này nhiều lắm rồi nè, em thấy nè. Trời ơi 12 chiếc là nó đeo quá trời luôn. Đó. Đẹp chị nè. Rồi chứ mày gửi liền. Nguyễn gửi mày nổi trước này đi. Đây gửi này trước đi, có cái mai chịu có chứ mày gửi nữa nha. Rồi đánh đơn gửi cho tao liền trước thôi. Thì bây giờ gói sáng sớm gửi. Sáng sớm gửi. Bữa nay chủ nhật bên bưu điện trên Sài Gòn không có gửi hàng. Sáng sớm mày gửi cho mấy chị, có 8 giờ á mày ra bưu điện gửi. 2-3 ngày có à. Rồi dòng VIP tròn 700 giùm em mấy chị nha. Mặt VIP tròn 280 giùm em. Rồi, đây con. Nhắn hương niệm, ok em, quanh trần, nhắn hương niệm. Ok. Rồi, nhắn N23. Nhắn N23 là nhắn nào ta? À, N23 là 230. Đây, N23 nè em ơi. Em Kiều Tiên ơi. Đẹp lắm. Nhìn nhìn Mai nha. Cái sòn trụ này lên vuông nè. Có sòn luôn. Cái bên không nhẫn có sòn luôn. Đẹp lắm, nhỏ mà có vỏ. Mẫu như vàng luôn. N23 230. Tụi con nhẫn khác đi con ơi. Đó là ở trong đó thì mấy cái trong kia cho con. Mấy cái này hồi tối có lại rồi đó. Tầng 4 tầng luôn cả nhà. 1, 2, 3 tầng. Màu tím, màu trắng, màu trà, màu xanh lá, màu đỏ. Ôi đẹp chưa. Chiếc này to cả nhà. Chiếc này mã 045 500 ngàn. 0045 500 ngàn. Mai có dòng nha. Nhưng mà chắc dòng còn ít. Dòng còn mấy chiếc. Ok ok em à, can đi chẳng. Lấy em một chiếc nhỏ N23. Ok Kiều Tiên. Dạ chị Hoa Trương, mấy chào chị Hoa Trương. Mày con ơi. Mấy cô mấy cái nhẫn sờn đi con. Nhẫn sờn nó nhỏ trong mấy cho mấy cô đi. Nhẫn đẹp quá cả nhà. Cô đó hình như đeo cái bộ nhẫn bông nó giống của mình mà. À mới mua hả? Đeo cả đời luôn. Đừng sợ. Ủa nhẫn may nhiều lắm. Dạ mã 375. 375. Nè em lấy dòng nè. Dòng đẹp xỉu luôn. Dòng đẹp không? Nè lấy lắc tay này nè. Cô lấy lắc tay này nè, đeo ghiền luôn nè. Lấy thử lắc tay này đi. Lấy lắc tay này đẹp lắm. Cho mấy cháu lấy cho. Có 1 triệu à, mã 33. Lấy ra. Có nhỏ nhỏ cho cô đi cô, 700, 600 được. Dạ, lắc nhẫn
375 nha mấy chị. Màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu xanh lá, màu trà. Mã 375. Tuần trước em mới qua chị mua xong, bây giờ ngán đi quá xa hả? Em, đồ cho Mai đẹp không? Dương, Dương Thanh Nhã. Chị Mai, cảm ơn em. Ngán quá không? Nắng quá, nắng luôn rồi. Bữa nay quá trời nắng luôn, nắng sốt luôn đó cả nhà. Bữa nay em định em la không nổi luôn. Có nổi chị đau cổ quá, sáng nay nắng quá nắng. Có nào trắng trời ơi, đồng mà trắng gì. Công thông 16, 195 ngàn. Rẻ đẹp thì cả nhà. Không không 16 195 ngàn. Bye bye. Lấy lắc mã 33. Ok chứ mày lấy cho em coi đẹp lắm luôn. Lấy cho cô quanh trần coi đi. Cái này chị đổi nó màu này xong nó lại nó cao màu, nó đổi màu nó đổi luôn. Nó đổi màu là nó đỏ thôi phải không? Vậy chị cái này mình đeo nó có đổi màu đỏ lại không chị? Hay là nó vẫn vậy? Nó vậy á, đẹp vậy á. Đeo cả đời luôn á. Lắc mã 33 nè em. Quanh trần. Trời ơi nó đẹp dữ lắm. Đi 48 lên 60. Rồi gọi về đi. Nơi nào cũng có nha. Em lên nhẫn sòn. Nhẫn sòn đẹp đẽ nè. Mấy chị muốn like gì nói mà lấy cho mấy chị xem nha. Vòng như nhẫn thôi thôi dữ lắm luôn. Là vòng ha mấy chị nha. Nhẫn 235. 235 ngàn mai bao xíu. Hồi Tết tới giờ hả? Trời ơi thì Trang. Chị Trang đồ, chị Trang Tết tới giờ chứ trời. Thủy, có gửi mà chắc em sợ em không nghe máy, cô tá chạy về thì có. Kiểm tra liền đi con. Chị Trang ơi, cái mày chưa thể kiểm tra liền, trời ơi Tết tới giờ. Đâu dữ vậy, Tết giờ nó đi về tới nhà em rồi, em không nghe máy, cô tá chạy về thì có. Dạ nhẫn mã 101. 250 ngàn mai bao ship. Màu xanh, màu tím, màu cam, màu đỏ, màu nhiều. Cái dòng VIP nó đi 47. Lấy 47 thì mai lấy cho. Em Phạm Thi Thi. Nước tròn hết bức vuông. Con lấy nước tròn đây cô. Bức vuông là cô. Lấy thứ hai chiếc thôi. Em lấy nước tròn hết bức vuông em. Chị Thi ơi, chị Mai làm 47 cho. Màu trà, màu trắng. Con lấy dòng túi tiền lại cô con. Đẹp vậy. 700. Dòng túi tiền có như 46 luôn, 47 luôn. Quýt vuông á là hết màu trà rồi. Còn màu trắng thôi. Quýt vuông hết màu trà còn màu trắng. Qua bán là con ơi. Cũng dọc túi tiền còn nhiều không nè. Dầu này con để qua bếp tròn đi chứ. Trong túi tiền 500 đẹp lắm nè cả nhà. Này hết này nhỏ luôn. Dòng túi tiền 500 ngàn mấy em trẻ trẻ đeo đẹp nè. Có 500. Lấy này nhỏ cho bài làm như nhỏ. 42, 43, 42, 44, 46 tròn hả? Ok. Dòng này đẹp nữa nè, hồi tối mâm giờ hết nữa nè. Mà bán đắt lắm. Tối mấy chị thấy không? Hết 1 mâm giờ hết rồi. Mấy chị đeo quá sao thấy mai lai mâm mà lên nhà hết. Dạ em bán nhiều lắm. Còn hoài chắc ạ. Hết. Mấy chị thấy nè. Mà tối một mâm mưa hết luôn giờ còn như nè.
mua đây đẹp, đồ em chất lượng đẹp lắm, bán tầm bậy đâu mấy chứ yên tâm. Cái dòng mai đang cầm 600 ngàn, dòng hộp Paris sò, dòng hộp Paris 600 là em gửi đúng rồi cả nhà mình liền, dòng hộp Paris 600 em gửi đúng rồi cả nhà mình liền. Quá trời đẹp, lắc đeo tụ chắc đeo thêm cái dòng này vô đây nữa hiện nay. Em vừa đưa tụ lên vô đây đi, nó chậm cái lắc lại lại. Cái dòng 600 là dòng Paris em ơi, dòng hộp Paris 600. Cái này chẳng đây. Lấy này nhỏ cho mày, lấy này nhỏ cho có này. Sáng đẹp lắm, đổ dòng thiệt. Cái lắc 3 cây. Cái lắc 3 cây là con có lắc 3 cây đi con. Mấy chị em mình nhỏ nhỏ thì thích đeo lắc nhỏ là lắc này. Lắc này đẹp. 7-8 chỉ, 450. Lắc, lắc này nãy mày lấy thuốc mày chùi thử cho mấy chị. Lắc N 28, 280 ngàn. Lắc mã 30, mày bán tức là lắc luôn. Mã 30, 700 ngàn. Mã 30, nặng đặt cây gửi 700 ngàn. Em muốn làm đi mấy chứ mày làm cho. Lắc 2 cây gửi. Lắc 2 cây gửi. Mã 33, 1 triệu. ba cây đây cả nhà, 1.250, 1.250 lắp 3 cây. Hai bữa em điện em nói là chưa có dòng tài lộc, Long Chế hỏi coi có chưa, Thủy cứ hứa hoài. Ủa Thủy hồi nãy cái cô nào đồ hồi tết bây giờ đó Thủy, đang kiếm đồ em kìa, đợi tí xíu nó chạy vô trong lựa đồ em. Em đúng không thì chị em? Cô lên máy tìm coi. Xác nhận là gửi rồi. Con lựa cái lắp cây cho biết rồi. Lắp 1 cây 600 ngàn này cả nhà. Lắp 1 cây 600. Cho em xem cái lắc nhỏ chị Mai đang đeo. Ba đeo có nhỏ đâu. Ba đeo tới 2 cây rưỡi luôn đó. 4 cây, 2 cây rưỡi. Lắc ba đeo có nhỏ đâu. Em Phượng Hồ ơi. Lắc chị Mai đang đeo là mã 33, 1 triệu, nặng đặt 2 cây rưỡi. Đẹp lắm luôn, đẹp chưa? Mã 33, nặng đặt 2 cây rưỡi, 1 triệu. Còn em lấy nhỏ là 700 đi. 700 hết hàng luôn. 700 mà trong mâm cái đóng lên chắc kiếm được cái hai cái. Còn kiếm 700 này. Trồng mâm nào nữa không? Đây. 700 đây em ơi. Lấy 700 đi đặng đặt cây gửi. Phi Phi em đặt cái gì để số điện thoại dùm cho Mai đi Phi. Cho Mai nhiều đơn lắm, cho Mai em nhớ nổi đâu.
em đặt cái gì em để số điện thoại bên cho mai điện cho em, cái em đặt cái gì cho mai làm xong rồi có hàng cho mai gửi cho em. Đó làm gì nhớ nổi, nhưng mà có triệu người đây mà chừng nào có hàng nhắn cho em là thua. Em để số điện thoại làm dùm cho mai đi em, cái bên cho mai có xong cho mai điện gửi đầu cho em. Ví dụ một cái tờ giấy sẵn, con lấy tờ giấy sẵn nha giúp cô Mai Thủy. Tờ giấy chốt đơn sẵn khi có hàng cái mấy chị đặt cái nào cũng nó có. Cái tờ giấy nè, cái gỗ đó đúng rồi. Mẹ mấy trái đặt cái gì nè, ví dụ nè mấy trái đặt cái gì nè, mấy trái đặt cái gì nè, chạy ra tờ đơn nè. Rồi xong rồi bên em mời điện cho mấy trái đặt khi nào có hàng, và trong cái bọc sẵn gì nè bên em gửi hàng cho mấy trái nha. Chứ không có nhớ nổi đâu, dễ gì, trời ơi không nhớ đâu cả nhà ơi. Đặt và vô số điện thoại vô đơn, cái khi nào hàng mấy trái, ví dụ mấy trái có đặt là em lấy cái đơn đó đó, chị nào vậy đó. Nguyễn nổi là mấy chị mua mối á, như Đình Lực Phạm rồi mấy em mua mối, mấy chị mua mối mày quen mày còn nhớ nhớ nổi. Còn mấy chị mới mua một hai lần không nhớ nổi đâu, dễ gì. Nguyễn nổi giỏi nha con nha. Hồng đâu rồi đó. Thủy phụ cô đi hả Thủy? Bỏ có đi. Cô đầu cổ. Hay là Hồng? Hồng đâu ai có. Hả? Mày dòm coi hè nha, nhìn mày liếc, nhìn cái like phụ của anh liếc em á chứ. Cái này cô like rồi, thấy chưa? Cái này cô chưa like, cô mới like này à. Mã 88, 350 ngàn nha nhờ. Bao cổ quá mấy chị. Mấy chị muốn xem nhẫn nam hay lên nhẫn nam cho mấy chị xem nha. Quay qua nhẫn nam ha. Nhẫn nam nhiều lắm, mấy chị tặng anh yêu đi, đẹp lắm luôn. Nhẫn nam thôi cởi chê luôn. Nhẫn đi vừa mã 88, 350 ngàn. Đủ vàng không hết cả nhà. Màu trắng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu trà. Em là nhóm nam lắc ba cây, chị nào hỏi này chị ơi, 1.250.000. Ôi cái nhẫn là đã đẹp mấy kêu, đẹp xúc sắc luôn. Màu tím nhìn em 500.000, cái đồng ơi màu tím lụm liền bảo đảm mấy cái luôn đẹp. Màu trà, màu tím, màu trắng 500. Mã 101. Có dòng nha mấy chế nha, dòng đẹp lắm. Nó có dòng cái này. Rồi mấy chế nghe lời em lấy cái tím này nó đẹp thiệt xuất sắc luôn. Mẫu vàng. Ok. Cái nào có lấy sĩ là ngày em lấy mấy cái ơi. Đó, đồ này đẹp vậy nè. Cái dòng màu tím đẹp chưa? Sang lắm. 1.1 triệu, mã 101 giùm em. Mẫu là mẫu vàng thiệt luôn. Đẹp vậy nè mấy chị. Cái mặt màu tím 600. Cái nhẫn 500 là 1.1 triệu, cái dòng 1.1 triệu có 2.2 triệu bộ này. Đẹp không mấy chị? Đẹp quá trời đẹp. Đẹp sang lắm luôn. Rồi, quay qua mẫu nha, bên lên nhẫn nam cho cả nhà mình. Đẹp không? Cái nhẫn 380 cho tôi đi. Nhẫn nam bữa nay nhiều mẫu đẹp không? Nhẫn chữ Phước. Nhẫn chữ Phước 300.000, may bao ship có chất lồng ở trong rất là đẹp luôn. Nhẫn chữ Phước 300, nó lồng trong không cắn tay. Nhẫn chữ Phước 300, mua tặng anh yêu mình chiếc đi mấy chế ơi. 300.000 sang lắm. Chữ Phước quýt luôn, đẹp, rất là đẹp luôn. 300 nhẫn chữ Phước, 300 giùm em ha. Rồi chiếc này cả nhà ơi, mẫu vàng nữa nè, nhìn giùm em ha. Đó anh nào thích sòn trắng lấy sòn trắng. 300.000, mã 003. Rồi xanh lá, màu đỏ, màu trà, có 4 màu. Trà, đỏ, xanh lá.
đó đẹp chưa chứ vuông nha. 003 300 ngàn máy bao ship có 300 ngàn thôi. Mấy chị mấy anh mình mua chiếc này 700-800 ngàn phần công dành thiện nha. Dạ, có lắp một cây 600. Lắp một cây 600 cho Nguyễn Phụng ơi. Lắp một cây 600. Đây cũng lấy lại 700 đi. Cái này cây đúng không con? Cái cây đúng không? Lắc một cây này chị ơi, chị Nguyễn Phụng ơi, lắc một cây 600 chị yêu, lắc một cây 600 mày bật ship lấy 700 đi, 700 cây rưỡi, rửa xà bông rửa chanh nó mòn nó hao từ từ nữa. Gửi đây em Thùy Trang rồi. Của nãy cô kiểm tra ai Thủy của em gửi 8 ngày đó Thùy Trang rồi. Phải Thùy Trang không con? Thùy Trang rồi, của em gửi 8 ngày đó em. Bữa nay mua điện chủ nhật chắc không có làm việc đó. Chắc thứ hai ngày mai em có rồi. 8 ngày là nhiều ngày lắm rồi tới em. Nhẫn đẹp quá à. Nhà mình coi nhẫn giùm em nha. Đẹp chưa? Cái sợ bên hông là học chìm vô cái lồng nhẫn luôn. Rồi bên hông nhẫn sồn luôn. Bên đây sồn luôn. Ở trong lồng nhẫn có chất lồng này đẹp chưa? Màu đỏ, màu xanh lá, Màu đen, rồi màu trà, màu hồng. Giờ này trời nắng thật là nắng rồi mà nhà em quá trời mấy chị khách. Ở nhà mình ở tỉnh mua đi, mai bao ship mà gửi về cho mấy chị. Không có đen, có phai, có gì hết, mấy chị yên tâm mua đi. Màu đỏ, màu xanh lá, màu hồng, màu trà, màu đen. Nhẫn này là 380 ngàn, nhẫn nam dùm em nha. Để chữ nhẫn nam dùm em 380 mai bao ship. Lắp 700. Đức cho em coi. Chị Mai đưa cho em coi đúng không? Trời ơi, đây này chưa lên nha. 600 nè. Lấy 700 đi, 700 cổ cây rưỡi nó vừa đeo. Còn nó lấy nếu mà thích lấy bự là cỡ này nè. Cỡ này nè, mấy chị còn chơi nhỏ luôn, 4 cây mà khách em còn chơi nhỏ mà. Mấy chị đeo cỡ 5 cây luôn. Mời bà đẹp. Mấy trăm nè em ơi. Cây gửi đẹp lắm. Ok Trăng Lê nha em nha. Có lắp chân không? Lắp chân còn không con? Thêm lắp chân 400. Lắp chân còn không con? Có lắp 700 đẹp lắm Trăng Lê. Em lắp một cây cân nặng 56kg 1m65. Gửi lại địa chỉ cũ chị Mai. Ok Miễn Phụng. Ok em. Ngày mai chị Mai gửi em nha. Nhẫn rồng đẹp lắm này cả nhà ơi. Nhẫn rồng quyết luôn đẹp tuyệt vời. Đâu có nhiều tiền đâu. 0012 320 mai bao ship. 0012 320 mai bao ship. Đẹp quá. Dễ thương quá. 320 một chiếc bao ship cả nhà mình. Rồng nha. Có này 49 không chị Mai? Có, nơi nào cũng có. Đừng có đeo chặt quá, đồng đừng có đeo chặt quá không đẹp đâu. Hả? Lắc chân hết trơn rồi em ơi. Đi lắc chân hết đi con. Nhẫn này cái đầu con ngựa trên cái nhẫn nè, nhỏ xíu cái đầu con ngựa nè. Đầu con ngựa mã đáo thành công bóp cái nhẫn hộp lại. Có màu xanh màu đỏ. Nhẫn này là mã 004-320. 004-320. Mấy chị muốn xem bông xem gì đó Mai Lê like cho mấy chị xem nha. Mẹ hiếu quá trời. Bữa giờ Facebook nó chặn quá trời. Một cái nhẫn dương này em mời trà. Ok. Ok chị Thảo Lê. Nhẫn hai lượng cái đơn giá bao nhiêu vậy chị? Nhẫn hai lượng có 250 ngàn bao ship.
con lấy nhẫn hai lượng cho anh quốc quốc thanh trường coi đi con. Nhẫn hai lượng đẹp lắm cả nhà, bao đẹp luôn. Một triệu
Cái này là trơn nha chị, trơn là 1 triệu, chạm là 1.050.000. Trơn là 1 triệu, chạm là 1.050. Chị, chạm này chị, chạm là 1.050. Mã 33. Vậy chị lấy dây khác. Chị lấy dây nè chị Lê Thảo ơi. Chị lấy dây nè chị Không mà em lấy chị xem nha chị. Nhẫn tài lộc mã 350 350 ngàn. Nhẫn tài lộc mã 350 350 ngàn. Có 4 màu, màu đỏ, màu xanh lá, xanh đen và màu đen. Nhẫn tài lộc mã 350 350 ngàn. Dây vừa thôi đừng to. Thì chị lấy dây khoan lọc nha chị. Dây khoan lọc có 500, 600, 700, 800, 900. Nam Việt. Dạ em cảm ơn Nam Việt ạ. Dây chuyền chữ công vuông. Dạ có nha chị Binh Xu ơi. Có dây chữ công nhỏ là 650 ngàn, 700, 800 nha chị Binh Xu ơi. Nên nhận tấn tài tấn lọc 200. Nhận tấn tài tấn lộc 200 ngàn. Tấn tài tấn lộc 200. Mấy chị muốn xem gì không mình em lấy cho mấy chị xem nha. Nhận nam mã 75 200 ngàn. Nhận nam mã 75 200 ngàn. Dây khác đi đừng lấy nha. Dây khác đi đừng lấy. Vậy chị lấy dây dây chế khế cũng được nè chị. Chị Lê Thảo ơi. Dây chế khế 5 chỉ 600 ngàn. Dây chế khế 600. Cho xem nhận vuông liền. Dạ ok chị Trang Thùy ạ. Đồng vàng chữ phúc lộc tài 300 ngàn. Nhẫn nam đồng vàng chữ phúc lộc tài 300 ngàn. Nhẫn nam đồng vàng. Nhỏ hơn một chút hả chị? Mấy cặp này bên em nhỏ nhất là 5 chỉ á chị ơi. Còn chị muốn dây khoan lọc 580 nè chị. Dây khoan lọc 580. Dây chế khế 600, dây có dây chữ công 650 ngàn. Nhẫn ngọc trai long long quy phụng 480. Nhẫn ngọc trai long long quy phụng 480. Lấy cho chị một nhẫn hồ ly xanh lá. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Na ạ. Chị muốn xem gì không mà em lấy cho mấy chị xem nha. Nhẫn nam mã 0032. Nhẫn nam mã 0032 320. Nhẫn nam mã 0032 320 có 4 màu. Màu đỏ, màu trà, màu xanh lá và màu trắng. Nhẫn nam mã 0032 320. Nhẫn tỳ hưu nam 600. Nhẫn tỳ hưu nam 600 ngàn. Có 4, có 5 màu. Nhẫn tỳ hưu nam 600 ngàn. Có màu xanh lá, xanh cẩm thạch, vàng, đỏ và đen. Nhẫn tỳ hưu nam 600.
mấy chị muốn xem gì không mà em lấy cho mấy chị xem nha. Dây chữ công 650 là chữ công tròn nha chị, chữ công vuông nhỏ nhất là 700, chữ công vuông là 700 nha chị Vinh Su ơi. Nhận Mỹ Nam 308, nhận Mỹ Nam 308 có màu trà, màu trắng, màu đỏ và xanh rêu. Nhận Mỹ Nam 308. Rồi em lấy dây kế thế 600 mà 4 tóc rưỡi. Em lấy mặt tròn 208 màu trà, em bỏ vô dây chị coi. Dạ ok chị, để em lấy cái mặt mặt 208 là mặt viết tròn hay viết vuông gì chị Lê Thảo ơi, chị lấy viết tròn hay viết vuông chị? Dạ ok chị, em cho chị xem mặt dây em phối với cái dây xong rồi em lên xi men cho chị xem nha. Để có mặt viết như thế nào đó mọi người. Này chị Lê Thảo ơi, dây chế khế 600, mặt viết vuông 208, viết tròn hả chị? Ok chị. Thế 600, mặt viết tròn 208. Dây 600, mặt viết 208, viết tròn 208, viết tròn có hai màu nha chị. Có màu trắng và màu trà. Màu trắng 208. Màu trà. Sương ở nhẫn cao quá. Chị muốn xem nhẫn cao mã bao nhiêu gì chị Sương giỏ ơi. Cho xem bông tai V35 đi đi. Dạ ok chị Nhi Phương à. Dạ chị Phương, em đặt mà không thấy nè. Chị để lại số điện thoại cho em nha chị Phương Quỳnh ơi. Ok vậy em có dây 4 tóc. Dạ có nha chị Lê Thảo, chị muốn làm mà máy tóc em làm máy tóc cho chị nha chị. Chị để lại số điện thoại, lát nữa shop em gọi điện chốt đơn nha chị. Bây giờ em like xi men nha mấy chị. Xi men kim cương mã 21. Xi men kim cương mã 21 550.000 nong 2 ly. 2 ly nong. Xi men kim cương mã 21 550.000. Dạ không đen nha chị Nguyễn Vân ơi, chị đeo trà chanh với xà bông là nó sáng ngoài nha chị. Dạ em chào chị Lục Dương ạ. Xi men 2 ly chấm bi nông. Xi men 2 ly chấm bi nông 550.000 một bộ. Xi men mã 20 chấm bi nông 550.000 mã 20. Xi men kim cương khóa chui 650.000 một bộ. Xi men kim cương khóa chui 650.000 một bộ. Khóa chui 650.000. Chị lấy cây chế phép 4 tóc rưỡi là mặt viết tròn. Dạ em cảm ơn chị Lê Thảo ạ. Có dây mì. Dạ bên em không có dây mì nha chị Nguyễn Vân ơi. Đồng đỏ, đồng không có làm được dây mì nha chị.
một cặp 250 ngàn, một bộ là 800, một bộ 800. Chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp, một cặp là 250 ngàn. Thôi quên cái này em ơi. Simen mã 22, simen ống trúc mã 22, 550 ngàn. Simen ống trúc mã 22, 550 ngàn. Dạ em chào chị Quỳnh Huỳnh ạ. Simen mã 1, simen mã 1 kim cương, simen kim cương mã 1 700, simen kim cương mã 1 700. Trăm tỷ đô simen mã 20 có khóa chui không? Dạ không nha chị, trăm tỷ đô simen mã 20 là nông nha chị. Simen mã 20 là nông chứ không có khóa nha chị. Mã 21 có khóa cài không em? Dạ mã 21 là nông nha chị. Chị muốn lấy khóa cài thì chị lấy bộ simen kim cương 2 ly rưỡi là khóa chui cho chị Khúc Hoàng ơi. Simen kim cương khóa chui là 650 ngàn một bộ. Còn mã 21 là nông nha chị Cúc Hoàng ơi. Simen kim cương 6 ly, simen kim cương 6 ly, một bộ là 800. Simen kim cương 6 ly 800 ngàn. Chị nào không thích đeo bộ có thể đeo cặp, một cặp là 250 ngàn. Một cặp 250 ngàn, một bộ là 800 kim cương. Simen mã 001, simen mã 001 700, simen mã 001 700 ngàn, 4 ly, 700 ngàn mã 001. Simen mã 002, simen vàng chân mã 002 700 ngàn. Simen vàng chanh mã 002 700 ngàn, 4 ly khóa lấy gà 700 ngàn, màu vàng chanh. Simen mã 003 700, simen mã 003 700 ngàn, mã 003 700 ngàn. Simen mã 005 700, simen mã 005 màu vàng chanh 700 ngàn. Simen mã 005 700 ngàn màu vàng chanh. Dạ em chào chị Hoa Nguyễn ạ. Simen vàng chanh trơn, simen vàng chanh trơn 650 ngàn. Simen vàng chanh trơn 650 ngàn. Simen vàng chanh nông có trơn, có nông và có khó bọc 650 ngàn. Simen chấm bi 4 ly, simen chấm bi 4 ly 700, mã 16. Simen mã 16 700 ngàn. Simen mã 16 700 ngàn. Em ơi sao anh? Dạ tại vì giờ bây giờ khách đông nên tụi em ra bán hàng chưa nghe được á chị, lát chị nhắn tin rồi lát tụi em vô trả lời cho nha chị Tâm Tô Thành ơi. Lát nữa tụi em vô trả lời tin nhắn của chị nha chị. Lên hoa tai đi em. Dạ ok chị, em like xong simen xong lên hoa tai nha chị xem nha chị Siêu Chen ơi. Simen dạng sữa cát tường 700, simen dạng sữa cát tường 700 ngàn, simen dạng sữa cát tường 700 ngàn. Simen Gucci,
600, xi măng gô xì 4 ly 600 ngàn. Xi măng vàng chanh trương nồng giảm, cảm ơn chị Thắm tạm ạ. Xi măng Vinh Hoa Phú Quý 700, xi măng Vinh Hoa Phú Quý 700 ngàn, Vinh Hoa Phú Quý 700. Dạ em cảm ơn chị Gia Hân nè. Xi măng Trà Neo 600, xi măng Trà Neo 600 ngàn, xi măng Trà Neo 4 ly khóa ly gà 600 ngàn. Xi măng trơn đồng đỏ 600, xi măng trơn đồng đỏ 600, có nông và khóa bọc, nông khóa bọc 600 ngàn, đồng đỏ trơn. Dòng kim tiền 220, dòng kim tiền 220 một chiếc, dòng kim tiền 220. Dòng kim tiền 300, dòng kim tiền đôi 300 ngàn, dòng kim tiền đôi 300, kim tiền đôi 300 ngàn một chiếc. Dòng 7 ly 850 ngàn một bộ, dòng 7 ly 850 ngàn. Chị nào không thích đeo bộ có thể đeo cặp, một cặp là 270, một cặp là 270, một bộ là 850 ngàn, một bộ là 850 ngàn. Dòng một phân 250 ngàn một dòng, dòng một phân là 250 ngàn, 250 ngàn một dòng. Khóa bọc nha mấy chị, khóa bọc dòng một phân 250 ngàn. Dòng đồng đỏ, dòng đồng đỏ đặt nặng một cây 300 ngàn, dòng đồng đỏ đặt nặng một cây 300 ngàn, có nông và khóa bọc, nông khóa bọc 300 ngàn, đồng đỏ có đồng vàng luôn nha mấy chị, đồng vàng cũng 300 ngàn một chiếc, 300 ngàn một chiếc, đặt nặng một cây 300, đồng vàng 300, đồng đỏ 300, có nông và khóa bọc, nông 300, khóa bọc 300. Mấy chị muốn xem gì comment em lấy cho mấy chị xem nha. Em lên xi măng cho mấy chị, em lên hoa tai cho mấy chị xem nha. Bông tai B6, bông tai B6 Dior 300 ngàn, bông tai B6 Dior 300 ngàn, B6 Dior 300 ngàn. Bông tai mã 5, bông tai cánh chim mã 5 250 ngàn, bông tai cánh chim mã 5 250 ngàn, mã 5 250 ngàn. Bông tai B 37, bông tai B 37 300 ngàn, bông B 37 300,
B37 300.000. Bông toàn ten B37 300.000. Bông ngôi sao 250.000. Bông ngôi sao 250.000. 250.000 bông ngôi sao. Bông ngôi sao 250.000. Bông ngọc trai B14 200. Bông ngọc trai B14 200.000. Bông ngọc trai B14 200. Bông ngọc trai toàn ten 250.000. Bông ngọc trai 250.000. Bông mã 250 250.000. Bông mã 250 250.000. Mã 250 250.000. Bông B28 208. Bông B28 208. B28 208. Bông B29 275.000. Bông tai B29 275.000. B29 275. Bông B33 202. Bông tai B33 202. B33 202. Bông tai mã 0045 202. Bông mã 0045 202. Bông mã 206 260.000. Bông mã 206 260.000. Đôi bông túi tiền 300. Đôi bông túi tiền 300.000. Bông túi tiền 300.000 đôi. Ok chị siêu chen nè, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Bông sòn 10 ly 175.000. Bông sòn 10 ly 175.000. Có màu tím, màu trà, màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng. Màu xanh biển. Bông xoàn 10 ly. Bông xoàn 10 ly 175.000.
bông xoàn 10 ly 175 ngàn, có màu tím, màu trà, màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng và màu xanh biển. Bông xoàn 10 ly 175 ngàn. Chị siêu che nên chị để lại số điện thoại, lát em sắp em gọi chốt đơn nha chị. Bông tai B27 275 ngàn. Bông tai B27 275 ngàn. B27 275 ngàn. Dạ có nha chị, Trần Ngọc Dầu ở bên em thu vô 30% nha chị. Dạ em cảm ơn chị siêu trên nè. Bông B20 300. Bông B20 300 ngàn. Bông B20 300. Bông tai toàn ten 3 khoanh tròn. Bông B5 300. Bông B5 300 ngàn. Bông B5 300 ngàn. B5 300. Bông tai mã 0025 250 ngàn. Bông tai mã 0025 250 ngàn. Bông mã 0025 250 ngàn. Ủa cô ơi, cái nhẫn này 300 thì 350 ngàn. Bông tai cánh chim mã 5 250 ngàn. Bông cánh chim mã 5 250 ngàn. Bông B32 208. Bông B32 208. B32 208. Mấy chị muốn xem gì không anh em lấy cho mấy chị xem nha. Bông bướm 250 ngàn. Bông bướm 250 ngàn, có hai màu, màu trắng màu đỏ. Bông bướm 250 ngàn, có màu trắng và màu đỏ. 250 ngàn bông bướm. Bông B36 250 ngàn. Bông B36 250 ngàn. B36 250 ngàn. Bông B36. Bông xoáy mã B36 250 ngàn. Bông trái thơm mã 30. Bông trái thơm mã 30 202. Bông trái thơm mã 30 202. Một hoa tai cánh chim mã 5. Ok chị siêu trên, em cảm ơn chị ạ. Bông tai tàu nhỏ 195 ngàn. Bông tai tàu nhỏ 195 ngàn. Bông tai tàu 195 ngàn. Bông tai tàu lớn 200. Tàu lớn
tàu lớn là 200, tàu nhỏ là 195. Cái này là dòng tay là 60 á, đi 60. Cái này dòng tay là 48. Bông tai tàu nhỏ 195.000. Tàu lớn là 200. Tàu lớn là 200, tàu nhỏ là 195.000. Mấy chị muốn xem gì nữa mà? Em la một xíu lắc nha mấy chị. Lắc mã 33 trơn 1 triệu. Lắc mã 33 trơn 1 triệu. Mã 33 1 triệu. Lắc phen lật hoặc đặt nặng 5 chỉ 450.000. Lắc phen lật 450.000. Lắc phen lật 450.000. Lắc phen lật 600. Lắc phen lật 600.000. Lắc phen lật 600, nặng đặt 1 cây 600.000. Lắc khoen lật chạm mã 30 750.000. Lắc khoen lật mã 30 chạm 750.000. Mã 30 chạm 750.000. Lắc khoen lật mã 30 trơn 700. Lắc khoen lật mã 30 700. Mã 30 700.000. Lắc khoen lật 3 cây 1.250.000. Lắc khoen lật 3 cây 1.250.000. 3 cây 1.250.000. Xem vòng hoa hột trắng bên trong vòng. Vòng hoa hột trắng mà chị nhớ mã bao nhiêu không chị Châu Út ơi? Chị nhớ mã bao nhiêu không chị? Chị nhớ nhớ mã chị thông mình em thấy lấy cho chị xem nha chị. Lắc khoen lật đôi 900. Lắc khoen lật đôi 900. Chữ công lớn 700. Lắc chữ công 700.000. Dây chuyền trái tim. Dây chuyền trái tim mã 160 1.6. Dây chuyền trái tim mã 160 1.6. Mã 160 1.6. Chị Châu Út. Xem vòng ở trong màu trắng. Lắc chà neo mã 10 603. Lắc chà neo mã 10 603. Muốn đổi dây được không em? Dạ được nha chị Tuyết Nhung ơi. Được nha chị gửi hàng lên đi, sáu em nhận lên xếp đổi cho nha chị. Nè chị Châu Út ơi. Dòng mã 101 nè chị. Dòng mã 101. Để em mở. Em mở em cho chị coi phía trong nha chị. Chị Mai lấy dây rồi là cái mặt bự quá là. Vậy chị gửi lên đi, em đổi lại mặt nhỏ hơn cho nha chị. Chị Thị Phi Trần ơi, gửi lên đi em đổi lại cho nha chị. Chị ơi, dòng mã 101 phía bên trong nè chị Châu Út ơi. Mã 101 1.1.000.
dòng mã 101, 1.1 triệu. Dòng có 3 màu, màu trắng, màu tím và màu trà, 3 màu. Nhẫn là 500, mặt 600, dòng 1.1 triệu. Mua một bộ bớt 50.000 nha mấy chị. Lắc mã 106, 550.000. Lắc mã 106, 550.000. Không muốn xem gì để em quay phiếu tặng quà nha. Anh nói xin lỗi. Quà là hai hũ tâm. Hai hũ tâm và hai lá bồ đề. Em quay phiếu nha mấy chị. Chị Nguyễn Trinh. Chị Nguyễn Trinh, một hũ tâm và một lá bồ đề. Chị Nguyễn Trinh, cứ lại chụp hình. Chụp hình các bạn ơi. Chị Nguyễn Trinh, một hũ tâm và một lá bồ đề nha chị. Chụp hình với cháu ơi. Chị Tô Thị Kim Chi trúng một hũ tâm và một lá bồ đề. Chị Tô Thị Kim Chi. Em tắt like nha mấy chị. Em chúc mấy chị có buổi chiều vui vẻ à. Bye.